Điều gì có thể giúp bạn không phải rơi vào những tình huống này? Tanakan với chiếc xuất thảo dược cây bạch quả, Ginkgo Biloba được chuẩn hóa EGB761 sản xuất tại Pháp, hiệu quả trong điều trị triệu chứng rối loạn nhận thức ở người lớn và người lớn tuổi. Không dùng Tanakan khi dị ứng với các thành phần của thuốc. Chống chỉ định với phụ nữ có thai, không khuyến cáo dùng cho phụ nữ cho con bú. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Kim Ánh xin kính chào tất cả quý dược sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế. Thưa tất cả quý vị, rất là vui khi mà buổi sáng thứ bảy đẹp trời như thế này thì chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình mà Kim Ánh nghĩ nó hết sức ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Có lẽ là đối với những ai làm trong ngành y thì chúng ta thấy cái việc đào tạo liên tục trực tuyến nó luôn luôn, phải không ạ? Luôn luôn là một vấn đề mà ai cũng phải cập nhật với những cái thông tin mới, ai cũng phải theo dõi những cái nội dung thông tin như thế này. Và cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chuyên đề này đến buổi thứ 9 rồi, và có lẽ đây cũng là buổi cuối cùng để gặp lại các bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế trong loạt chương trình về điều trị bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng, cũng như là điều trị những cái triệu chứng rối loạn nhận thức mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại hai chuyên gia, hai bác sĩ. Trong tuần rồi chúng ta đã gặp, nhưng mà tuần rồi thì mọi người chỉ gặp nhau qua Zoom thôi, phải không ạ? Ngày hôm nay thì chúng tôi đang ngồi trong phim trường của chuyên đề thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng gửi một lời cảm ơn đến Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này, đó là văn phòng đại diện Ipsen Pharma. Và thưa tất cả quý vị, không chỉ là mang đến cho tất cả các quý bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế của chúng ta những thông tin, những chuyên đề hữu ích, mà qua những chương trình như thế này thì những người tổ chức chương trình cũng muốn làm sao để kết nối được cùng với tất cả mọi người, đặc biệt là những anh chị em đang làm trong lĩnh vực này. Qua mỗi chuyên đề như vậy thì với sự tương tác với những tình huống thực tế của các bác sĩ, các dược sĩ và nhân viên y tế, thì các khách mời của chúng tôi là có dịp để có thể chia sẻ, bàn bạc, trao đổi và thậm chí là đưa ra những cái hướng dẫn rất là cụ thể cho tất cả mọi người. Cho nên là cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn hai khách mời của chúng tôi, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình đào tạo liên tục trực tuyến ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, với chương trình ngày hôm nay thì với chuyên đề về điều trị bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng, chúng ta sẽ đến với một cái đề tài, đó là điều trị táo bón ở nhóm đối tượng đặc biệt.
Đối tượng đặc biệt là những đối tượng nào thì Kim Ánh nghĩ chút xíu nữa trong phần trao đổi của hai khách mời thì sẽ nói rất là cụ thể về những vấn đề này. Và bây giờ thì có lẽ là để bắt đầu cho chương trình đào tạo liên tục trực tuyến ngày hôm nay thì Kim Ánh xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị hai khách mời sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo yêu cầu xã hội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Anh Tuấn đồng thời cũng là Phó trưởng Bộ môn Nhi Đại học Y Dược và đồng thời cũng là trưởng khoa nội tổng quát 2 của Bệnh viện Nhi đồng 1. Rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã gặp lại các quý vị thân quen trong chương trình đào tạo liên tục trực tuyến ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Kim Ánh. Xin kính chào tất cả quý anh chị đồng nghiệp. Ngày hôm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn sẽ đến với quý vị với đề tài về táo bón ở những đối tượng đặc biệt ha. Và cũng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị một khách mời nữa cũng đã thân quen với mọi người trong chuyên đề của số vừa rồi phải không ạ? Đó là Tiến sĩ Bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Gia đình, một bác sĩ cũng rất là quen thuộc đối với các khán giả trong chương trình truyền thông về sức khỏe. Rất cảm ơn bác sĩ Võ Hồng Minh Công ạ. Kính chào Phó Giáo sư Anh Tuấn, chào chị Kim Ánh, chào quý vị khán giả, các thầy cô và các dược sĩ cũng như các nhà thuốc đã tham dự cái chương trình hội thảo ngày hôm nay ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì đề tài báo cáo của Tiến sĩ Bác sĩ Võ Hồng Minh Công sẽ nói về những cái thuốc điều trị đối với tình trạng táo bón ở những đối tượng đặc biệt như thế nào. Còn bây giờ thì Kim Ánh xin được kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn sẽ phát biểu khai mạc buổi đào tạo liên tục trực tuyến ngày hôm nay. Xin kính mời bác sĩ ạ. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện Nhân dân Gia đình. Kính thưa chị Kim Ánh, giọng nói vàng của đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt kính thưa quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp nhà thuốc đang theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Thì chúng ta làm việc tại nhà thuốc thì rõ ràng hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân đến với mình với rất nhiều những cái lo toan về rất nhiều đa dạng dạng bệnh khác nhau. Trong đó có những lúc chúng ta có thể gặp được ngay cái người bệnh đó, nhưng có những lúc chúng ta cũng chỉ nghe nói thông qua người nhà thôi. Do đó, theo tôi thì cái việc làm hàng ngày của chúng ta tại nhà thuốc phải nói là hết sức là phức tạp và khó khăn. Thì trong cái mối tâm tình đó thì chúng tôi cũng cố gắng chia sẻ càng nhiều những cái thông tin để mình trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để có thể giúp nhau có thể là tư vấn và điều trị cho bệnh nhân chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Thì có được những cái buổi ngày hôm nay thì tôi cũng xin cảm ơn văn phòng đại diện Ipsen Pharma. Chúng tôi có tổng cộng là một cái chuỗi gồm 9 buổi. Nếu các anh chị cũng đã có tham gia thì các anh chị biết, còn nếu không mình hoàn toàn có thể xem lại trên trang web của Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội Đại học Nhân Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay đã là buổi thứ 9. Chính vì vậy mà hồi nãy chị Kim Ánh nói là chúng ta có thể là buổi cuối. Tuy nhiên, có thể nó chỉ là một buổi cuối của cái chuỗi này thôi. Và hy vọng là sẽ có rất là nhiều những cái chuỗi khác để có thể cùng có dịp để chúng ta gặp nhau nữa. Thì chủ đề ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó là táo bón ở những cái đối tượng đặc biệt. Những đối tượng này đó là ai? Đó là những người phụ nữ có thai, đó là những người cao tuổi và đó là trẻ em. Và những đối tượng này có thể họ sẽ rất là khó khăn khi đến với mình và mình chỉ nghe thông qua cái lời khai của người nhà thôi. Do đó cái việc chúng ta có thể tư vấn nó một cái rào cản. Một cái rào cản nữa bởi vì họ là những người đặc biệt cho nên cái nguyên nhân gây ra táo bón cũng đặc biệt, thuốc điều trị cũng đặc biệt, cho nên chúng ta phải dành một sự chăm sóc đặc biệt cho những đối tượng đặc biệt đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai cái bài trình bày. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói về những cái cơ chế hay là nguyên nhân hay là những cái chúng ta cần lưu ý ở những đối tượng đặc biệt đó là gì khi họ bị táo bón. Và sau đó thì tới bài báo cáo của tiến sĩ Võ Hồng Minh Công, khi chúng ta điều trị cho họ thuốc men như thế nào, lưu ý ra sao, lựa chọn thuốc như thế nào để giúp được cho bệnh nhân của mình được hiệu quả nhất. Thì đó là cái chương trình ngày hôm nay. Sau đó thì đến cái phần mà rất là thú vị, chắc chắn đó là cái phần thảo luận. Chúng tôi rất là mong nhận được nhiều những câu hỏi, những chia sẻ hoặc là những cái kinh nghiệm của các anh chị để chúng ta cùng nhau học hỏi lẫn nhau để mình chăm sóc bệnh nhân của mình được tốt hơn. Và để không làm mất thời gian thì tôi xin phép chúng tôi sẽ vào cái phần báo cáo đầu tiên của tôi luôn. Đó là táo bón ở những đối tượng đặc biệt. Thì như hồi nãy thì tôi có trình bày, thực ra nó nhiều lắm, đối tượng đặc biệt có thể nhiều hơn, nhưng mà đa số thì tập trung ở ba cái đối tượng này. Thứ nhất là những phụ nữ có thai,
thứ hai những người cao tuổi, và thứ ba trẻ em. Tôi xin phép trình bày ở đối tượng những người có thai trước. Nhưng mà đầu tiên á, chúng ta thấy đây là một cái biểu đồ phân. Cái biểu đồ này có thể đơn giản, nhiều khi mình hỏi tới hỏi lui bệnh nhân, có nhiều người họ khai đến nỗi họ khai họ cái mình cũng rối luôn, mình cũng không biết rốt cuộc là họ đi phân là táo bón hay là tiêu chảy hay là bình thường nữa. Thì có một cách đơn giản là mình đưa cái biểu đồ này lên, các anh chị hoàn toàn lên mạng search, các chị gõ cái chữ The Bristol Stool Form Scale này là nó ra rất là nhiều. Mình có thể in ra mình để ngay dưới cái bàn kiến của cái nhà thuốc của mình á, mình hỏi người ta ở nhà nè, người nhà mình đi đi cầu phân theo kiểu nào trong 7 kiểu này. Nếu người ta chỉ ở tiếp 1, tiếp 2 thì gần như đó là cái đặc trưng của táo bón. Đôi lúc có thể tiếp 3 là cũng là bắt đầu nghi nghi rồi đó, nhưng mà tiếp 1, tiếp 2 là gần như là những cái điển hình. Ví dụ như tiếp 1 đi, ví dụ như tôi làm ở nhi khoa thì các bà mẹ hay khai là con em nó đi cầu như cứt dê, xin lỗi các anh chị, đó là cái từ đúng người ta dùng hàng ngày đó, ở trong miền Nam ta nói như vậy. Nó rớt từng cục ra, nó rớt vô cái bô nghe lộp cộp, ví dụ như vậy ha. Thì đó là những cái tiếp. Và xin lưu ý cái biểu đồ đây nó có tên là Bristol, thì cái Bristol chẳng qua là tên của cái trường đại học mà từ đó người ta phát triển lên cái biểu đồ phân này, và nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là dễ dàng trong cái việc mà định dạng cái phân của bệnh nhân đi. Thì bây giờ tại sao một người phụ nữ có thai lại bị táo bón và họ dễ bị táo bón hơn là lúc họ không có thai? Rõ ràng có những người lúc bình thường không bị bón, nhưng mà khi có thai thì họ mới bị. Và nhiều khi sanh xong thì có khi lại họ lại hết. Thì đây là một số cái cơ chế mà người ta nói là có thể làm cho một người phụ nữ có thai bị táo bón. Thứ nhất về tâm lý, cái gì cũng vậy, họ khi có thai đó là một cái việc hết sức là trọng đại đối với mình, cho nên người phụ nữ có thể là hơi lo lắng. Và chính cái tâm lý đó nó cũng làm cho mình ăn uống cũng thất thường, nghỉ ngơi cũng thất thường, những cái hoạt động của cơ trong cơ thể của chúng ta cũng không có được hoàn hảo, cho nên mình bị táo bón. Thứ hai, rõ ràng khi chúng ta có thai thì ai nấy cũng muốn giữ gìn cái thai, đi đứng nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ ha, cho nên chúng ta ít có vận động nữa. Nhiều khi mình cũng không có dám, hồi xưa mình có thích là vận động rồi chơi rồi đánh cầu lông rồi thậm chí này nọ, dạo này cái mình cũng ít có đi, thành ra vận động nó ít lại. Và chúng ta đều biết rằng cái vận động nó liên quan đến cái sự mà tống xuất phân rất là chặt chẽ. Những ai mà nằm một chỗ, ngồi một chỗ, ít vận động chắc chắn người ta sẽ dễ bị táo bón. Thứ ba, chúng ta dùng thuốc, có thể là thuốc để điều trị một cái bệnh lý mãn tính gì đó mà lỡ không may mình có phải, hay là đơn giản chỉ là thuốc bổ thôi. À, tôi thấy tôi có thai rồi đi khám bác sĩ hay nói là có thai là phải uống thuốc bổ nha, phải uống canxi nha, phải uống sắt nha, nhiều khi những cái thuốc đó lại làm cho chúng ta bị táo bón. Thứ tư, do chúng ta ăn uống ít chất xơ, có thể là do cái thói quen từ trước rồi, hoặc là khi chúng ta có thai đó, tự nhiên cái mình không còn thích ăn nữa, một số món mình không còn thích, giống như hồi xưa mình bị ốm nghén, mình bị nôn, rồi mình ăn uống nó không có được nhiều, đặc biệt là rau củ quả, cho nên chúng ta bị thiếu. Kế đó chúng ta ít uống nước đó, có thể là mình cái bụng nó cũng to nặng nề, mình cảm thấy nó cứ no no rồi mình có cảm giác không chịu uống nước. Và cuối cùng có một cái đặc điểm mà đặc trưng riêng của những người phụ nữ có thai thôi, đó là liên quan đến cái hormone. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta có thai á, thì nó có một cái hormone nó sẽ tăng dần trong cơ thể người mẹ. Cái hormone đó có tên là progesterone. Thì hormone đó thì nó tốt cho cơ thể thôi, nó giúp cho cái thai chúng ta phát triển, nó dưỡng cho cái thai chúng ta tốt. Nhưng mà vô tình á, cái hormone này nó làm cho các cái cơ trong cơ thể á, nó ít có hoạt động lại, giống như là nó hơi bị đờ đờ ra. Và chính những cái cơ mà ít có co bóp, ít có hoạt động, thì nó trong đó có những cái cơ bụng, cơ của đường ruột, cho nên cái khối phần của chúng ta nó di chuyển nó cũng chậm hơn, và từ đó nó dễ bị táo bón. Có một nguyên nhân nữa cũng là đặc trưng của người phụ nữ có thai, đó là ở những cái thai lớn á, những cái tháng sau của thai kỳ thì có thể nó hơi chèn ép, nó đè vào cái ruột chút xíu, làm cho cái sự di chuyển của khối phân trong ruột của chúng ta nó hơi bị ứ trệ, cho nên mình dễ bị táo bón. Thì chính từ những cái nguyên nhân này chúng ta cũng đưa ra được những cái gọi là tạm coi như là những cái nguyên tắc để chúng ta có thể làm ngược lại để mình khắc phục, phòng ngừa không có bị táo bón. Nếu chúng ta lo lắng, mình biết là một người phụ nữ có thai lo lắng thì thôi, chúng ta biết rằng mình phải họ cần cái sự hỗ trợ, thương yêu, chăm sóc. Nhiều khi mình thấy mình cũng bận rộn công việc rồi mình cứ nghĩ rằng à thôi tôi đi làm để tôi đem tiền về tôi chăm sóc tốt hơn, nhưng mà nhiều khi người ta lại cần thêm những cái khác, những cái lời nói, những cái nhắc nhở về ăn uống vậy thôi, chứ cần đơn giản cái đó. Và
những cái sự hỗ trợ đó từ những người thân ngay kế bên những người phụ nữ có thai, những cái người nhân viên y tế mỗi lần họ đi khám thai mình nhắc nhở, mình chia sẻ, quan tâm chút xíu, đôi lúc nó cũng giúp cho người phụ nữ có thai rất là nhiều. Thứ hai, cái việc mà ít vận động thì thôi, mình biết như vậy thì bây giờ mình cũng cố gắng. Có thể cơ thể không được khỏe, mình mới ốm nhén, mình mệt mỏi, nhưng mình biết rằng nếu mình chịu khó vận động tí thì mình có thể giúp cho mình không bị táo bón. Đương nhiên cái vận động này nó cũng phải có những cái quy tắc của nó, chứ không phải giống như hồi xưa đó là chúng ta làm vừa sức thôi. Như thế nào là vừa sức thì một lát những cái slide kế tôi sẽ nói rõ hơn. Về thuốc men cũng vậy, chúng ta dùng khi mà cần thiết thì mình dùng, và đã dùng thì phải dùng đúng liều, đúng cách, đúng chỉ định, chứ không phải là nghe người này nói người kia khen cái thuốc đó rồi nó rồi mua về uống rồi nó vô, đôi khi vô tình nó lại làm cho chúng ta nó vừa tốn tiền mà nó lại vừa có những cái không có tốt cho cơ thể. Về ăn ít chất xơ thì thôi, chúng ta phải biết là ăn nhiều hơn, thì một lát nữa sẽ có những cái slide tôi sẽ nói rõ hơn. Chúng ta sẽ lựa chọn, nếu như mình có thai mình ăn không được nhiều thì mình khôn khéo mình lựa những cái thức ăn nào nó có nhiều cái chất xơ, thay vì phải ăn cái kia là tới 10 cái trái đó, thì bây giờ mình lựa cái trái gì đó mà cái số lượng chất xơ gấp 10 lần thì mình ăn có một trái thôi là mình đã được đạt được cái chất xơ đó, nó bằng như ăn 10 cái trái kia. Chịu khó uống nước bao nhiêu là đủ, một lát tôi sẽ bật mí ha. Thì còn cái chuyện hormone hoặc là cái thai đè thì thôi, cái đó chúng ta đâu có can thiệp gì được. Thì bên cạnh những cái này thì một lát nữa tiến sĩ Võ Hồng Minh Công sẽ nói cho chúng ta có thể nếu cần thì hỗ trợ thêm những cái thuốc gì đó an toàn, đặc biệt chúng ta biết rồi đây là đối tượng đặc biệt cho nên thuốc nó cũng phải hết sức là an toàn. Thì đây ha, nói về tâm lý thoải mái thì nãy tôi cũng đã có nói qua. Về vận động á thì người ta khuyên, đây là tài liệu được đăng trên trang web của bệnh viện phụ sản Từ Dũ, thì có thể là chúng ta vận động nhẹ vừa sức mỗi lần á từ 20 đến 30 phút, và nếu chúng ta cảm thấy cần thì có thể là mỗi một ngày cũng được, còn không á thì người ta khuyên là khoảng 3 lần mỗi tuần. Như vậy chúng ta có thể chia ra 3 5 7 2 4 6 gì đó tùy mình thôi ha, mà nhẹ nhàng tùy sức của mình làm mình vận động xong rồi mình theo dõi bản thân mình sao thấy nó khỏe hay không, nếu không khỏe chúng ta giảm bớt, thì đó cái này là tùy vào mỗi người. Thì loại hình nào thì được, bơi lội rất là tuyệt vời, lúc nào bơi lội cũng tốt cho cơ thể cả nó tốt cho cả cái thai nữa. Có thể đi bộ nhẹ nhàng, mình lựa cái giờ nào đó mát mẻ ít khói bụi rồi nọ, kiếm công viên nào đó gần nhà đi bộ hết sức là thư giãn. Hoặc là gần đây chúng ta thấy một phong trào yoga ha, thì yoga tiền sản, không biết chị Kim Ánh đã có tập yoga hay không, đây là một phong trào càng ngày càng phát triển. Thì nó có những cái lớp, tôi thấy mỗi lần tôi đi ngang mình dừng Từ Dũ tôi thấy họ cũng có quảng cáo những cái lớp tập yoga tiền sản hết sức là thú vị. Thì chúng ta lưu ý là nhẹ nhàng vừa sức, không vận động mạnh, tránh những cái vận động mang tính va chạm, những cái môn thể thao mà mang tính đối kháng, chúng ta không có chơi đá banh, chúng ta không có chơi bóng chuyền bóng gì đó vân vân, những cái mà nó mạnh dễ té ngã rất là nguy hiểm. Cái này thì chắc cũng nói thì chắc cũng thừa, các chị có thai thì họ dư biết cái này. Tinh thần phải thoải mái, và đặc biệt là thấy mệt thì nghỉ, đừng có ráng, thấy không, chúng ta đừng có cố rồi. Và khi đặc biệt là khi chúng ta tập vận động như vậy, hễ lỡ có những cái triệu chứng sau đây thì mình nên hỏi ý kiến bác sĩ liền. Thứ nhất, mình cảm thấy sao sao hôm nay kỳ quá, nó mệt nhiều hơn mỗi bữa hoặc là bắt đầu chúng ta thấy nó rỉ máu âm đạo, hoặc là bình thường mỗi ngày mình thấy cái thai nó đạp đạp 3 lần 4 lần sao tự nhiên mấy bữa nay mình thấy nó đạp ít hơn, ví dụ như vậy thì phải hỏi ý kiến bác sĩ liền. Về sử dụng thuốc hợp lý thì đầu tiên á thì tôi nghĩ cái này là vai trò của nhân viên y tế nhà thuốc rất là quan trọng. Chúng ta phải biết được những cái thuốc nào nó có thể dễ gây táo bón cho phụ nữ có thai để mình cho đúng cách, đúng chỉ định và đúng liều. Thì người ta thấy rằng những cái thuốc sau đây toàn là những cái thuốc, đầu tiên là sắt với canxi. Theo tôi biết đây là những cái thuốc mà phải nói các phụ nữ có thai gần như là systematic là đều uống khi mà biết mình có thai hết. Uống canxi để cho xương mình nó không có bị loãng, uống sắt để cho mình không có bị thiếu máu. Hai, phụ nữ có thai của chúng ta nếu tôi nhớ không lầm 1 phần 3 hay là thậm chí một nửa phụ nữ có thai của mình đó là bị thiếu máu thiếu sắt, cho nên chúng ta uống cái này. Nhưng mà đôi lúc hào hứng quá, uống nhiều quá, uống quá lố rồi này nọ, hay là trên một số cơ địa nào đó uống vô nó dễ gây táo bón, chúng ta cân chỉnh lại cho nó hợp lý. Hoặc là những cái thuốc mang tính chất gọi là những cái dẫn xuất opioid ha, thì cũng có thể làm, bởi vì sao, nó làm giảm co bóp của các cơ mà, cho nên dễ bị táo bón. Các thuốc chống co thắt, có một số người khi có thai khi mà bị
ví dụ như nó co thắt chẳng hạn, mình muốn dưỡng thai có thể dùng một số thuốc này, đôi khi nó lại làm táo bón. Có một số người này cũng ít thôi nhưng mà đến mức là phải bị trầm cảm, phải dùng những thuốc chống trầm cảm vô tình làm táo bón. Thuốc hạ huyết áp, ức chế canxi, đặc biệt là lợi tiểu, chúng ta vì lý do nào đó đi tiểu ít hay giờ bị một cái bệnh gì đó, dùng thuốc lợi tiểu vô tình nó làm giảm nước ở trong cơ thể thì mình dễ bị táo bón. Và đặc biệt đôi khi chúng ta ăn uống trúng cái gì đó bị tiêu chảy, dùng những cái thuốc nhóm loperamide cũng có thể làm bị táo bón. Thì nói về chất xơ thì đây là một điều hết sức là thú vị. Nó có một cái là vậy, mỗi ngày chúng ta cần bao nhiêu gram chất xơ là vừa. Thì ở một người lớn trưởng thành đó thì người ta nói là khoảng từ 25 đến 35 gram chất xơ mỗi ngày. Thì thực ra nó đưa con số này lên thì nó không có cái giá trị về mặt thực hành. 25 tới 35 gram chất xơ là bao nhiêu rau, bao nhiêu trái cây, thì cái đó chúng ta có hai cách. Một là mình có thể lên mạng mình search để mình biết rằng nó tương đương với lại mấy trái cam, mấy trái chuối, nó tương đương với lại khoảng bao nhiêu trăm gram rau, vân vân. Đó là một cách. Và chúng ta tự lên cho mình một cái kế hoạch, mỗi ngày tôi ăn hai trái chuối, uống 2 ly nước cam, rồi tôi ăn bao nhiêu trái bơ, ví dụ như vậy, để đạt được 25. Và chúng ta có thể hoàn toàn tùy ý mình thiết kế một cái lịch trình mỗi ngày chúng ta thay đổi để cho nó không có bị nhàm chán. Cách thứ hai tôi nghĩ là dễ nhớ hơn, đó là có một cái công thức, chúng ta lấy cái nắm tay của mình làm chuẩn. Ví dụ như đây là một cái lượng trái cây hay là một cái lượng rau đi, bằng một cái nắm tay của mình nè. Ví dụ đây là một trái táo, đây là một cái nắm rau xà lách chẳng hạn vậy. Thì một ngày chúng ta cần 5 cái nắm tay như vậy á, thì là đủ nhu cầu tối thiểu ha. Những ai đó bị táo bón có thể cần ăn nhiều hơn, nhưng ít ra tất cả chúng ta đều cần phải 5 cái nắm tay đó mỗi ngày. Và như nãy tôi nói, có thể chúng ta ăn không được nhiều thì mình lựa chọn thức ăn nào giàu chất xơ. Mình lên mạng các anh chị có thể gõ, các anh chị thấy người ta có rất nhiều, người ta nói cho mình biết thức ăn này cứ 100 gram thì có bao nhiêu gram chất xơ, thức ăn kia cũng vậy. Thì mình lựa chọn nó hợp khẩu vị cũng như là cái lựa chọn cái nào nó nhiều. Ví dụ theo như tôi biết, thường chúng ta táo bón ha, chúng ta thích ăn chuối là chúng ta khuyên là phải ăn đu đủ mà, phải không? Nhưng mà thực ra nếu xét về lượng chất xơ á, thì hai cái loại trái cây đó, cái lượng chất xơ không phải là quá nhiều. Một trong những cái lượng trái mà cái lượng chất xơ gần như là chiếm tỷ lệ rất là cao, thứ nhất là trái bơ. Không biết bây giờ có đang 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 mùa mùa bơ, đang mùa bơ không? bơ, dạ Thứ đúng nhất là trái bơ. Cái trái thứ hai mà cũng đang mùa luôn mà nghe ra là ai nấy cũng té nữa luôn á, đó là trái sầu riêng. rồi. Nếu trái bơ gọi là vô địch thì đứng á hậu á, là trái sầu riêng. Tuy nhiên sầu riêng ăn vô nó lại nổi mụn không, cho nên chúng ta thì thường ngại cái đó. Cái trái thứ ba là bắt đầu tới ha, trái xoài, trái kiwi, trái nho. Nhưng mà riêng nho đó, người ta nhắc mình là nho đỏ đó thì nhiều chất xơ hơn là nho xanh. Rồi tới trái cam, rồi đứng cuối cuối ở dưới đó nó mới tới đu đủ với lại chuối nằm đâu dưới, ví dụ như vậy. Thì đương nhiên không phải là mình chê hay cái đó, nhưng mà chúng ta làm sao đa dạng thức ăn của mình, chứ không phải mình nói vậy không cái là ăn bơ mà 2 tuần lễ liên tiếp luôn là cũng mệt á ha. Là chúng ta thay đổi mỗi ngày ta ăn một chút. Và đặc biệt như trên cái hình ở trên đó, chúng ta thấy có một loại thức ăn thậm chí nó còn nhiều chất xơ hơn cả trái bơ nữa, đó chính là các loại ngũ cốc, các loại hạt, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, cực kỳ nhiều chất xơ, cực kỳ nhiều. Chúng ta có thể nấu chè, chúng ta có thể luộc, chúng ta ăn rồi đó, bắp nè. Và thậm chí chúng ta thấy ở người nước ngoài, tại sao những người Âu Mỹ họ ít có ăn rau mà tại sao họ cũng họ đâu có bị táo bón nhiều hơn mình đâu, biết tại sao không? Đó là do họ ăn những cái thức ăn mà từ lúa mì, lúa mạch mà còn nguyên cám. Ví dụ như họ ăn bánh mì nè, bánh mì nguyên cám người ta mình hay gọi là bánh mì đen á, mình thấy nó có vẻ cái này nó khô quá, mà thực ra trong đây chứa chất xơ rất là nhiều ha. Thành ra chúng ta thấy đa dạng thức ăn của mình để cho mình không có bị nhàm chán. Còn uống đủ nước là bao nhiêu thì tôi ghi cái chữ thật là to để mình dễ nhớ, gây ấn tượng với mình. Làm sao đó mỗi ngày uống từ 8 tới 12 ly nước. Cái ly mà phải là cái ly giống như cái ly uống trà đá đó nha, chứ không phải là chúng ta lấy cái ly uống rượu rồi ra rồi mình uống 8 tới 12 ly. Để chi? Để mình đạt được mỗi ngày từ 2 đến 3 ly. Thì bằng cách nào? Thế là mình lường. Chúng ta có cái chai nước suối 1,5 lít đó, cứ lường 2 chai để đó. Chai mình để đầu giường, chai mình để ở chỗ nhà bếp hay gì đó. Cứ đi ra đi vô nhớ là uống cái, uống cái. Và tới cuối ngày mình kiểm lại coi mình uống đủ chưa. Đó, thì đó cũng là một cách để chúng ta đảm bảo là mình có đủ nước. Thì đó là những cái mà xin xin chia sẻ ở một đối tượng đặc biệt đầu tiên, đó là những người phụ nữ có thai. Tới một cái đối tượng khác mà tôi nghĩ đặc biệt không kém, đó là những người cao tuổi. Tại sao đặc biệt? Một lát tôi sẽ bật mí ra phía sau.
Thì thứ nhất á, người cao tuổi bị táo bón rất là nhiều, mà đôi khi chúng ta, xin lỗi, thiếu cái sự quan tâm cho nên mình không để ý. Có thể là họ họ ráng, họ chịu đựng, họ không có nói với mình, cho nên mình không có biết. Nếu như ở người trưởng thành như là chúng tôi, chúng ta đây, thì người ta thấy rằng trung bình cái tỷ lệ bị táo bón đâu đó khoảng 16%, thì xin thưa ở những người cao tuổi tỷ lệ táo bón có thể lên đến 50%. Vậy cứ hai bác cao tuổi là đã có một người táo bón, mà nhiều khi người ta không nói với mình thôi đó. Thành ra cái điều rất là quan trọng, mình có thể giúp ta người, giúp người ta bằng cách mình hỏi han, mình phát hiện ra và mình giúp họ điều chỉnh. Thì điều chỉnh bằng cách nào? Để được điều chỉnh bằng cách nào thì mình phải biết cái nguyên nhân gây ra táo bón ở người cao tuổi gồm có những cái gì. Thì đầu tiên nó có hai cái nhóm nguyên nhân, mà có nhóm nguyên phát, có nghĩa là tự nhiên bị này, tự nhiên bị. Và nhóm thứ hai là nhóm thứ phát, tức là có lý do gì đó mà mình phải giải quyết lý do đó xong thì cái người cao tuổi đó mới hết bị táo bón. Bây giờ mình nhìn thứ phát trước đi cho nó dễ. Thì nó có ba nhóm. Thứ nhất là do thuốc. Chúng ta biết là người cao tuổi thì không bệnh này cũng bệnh kia, thì uống thuốc vô thì đôi lúc trị cái bệnh đó mà vô tình nó có tác dụng phụ, nó làm bị táo bón. Thứ hai là do bản thân cái bệnh, bệnh gì, một lát cái slide kế có nói. Và thứ ba một lần nữa mình thấy vai trò của tâm lý, do đó chúng ta phải chăm sóc, quan tâm tới người cao tuổi tâm lý. Còn nguyên phát thì như nãy mình nói rồi, đó là tự động thôi, tự bị thôi. Thì thực ra nó có ba thể, cái này mình biết thôi chứ nó cũng không có giúp ích gì nhiều lắm trong cái việc mà việc điều trị. Cái thể đầu tiên á là bị bón, nhưng mà cái thời gian di chuyển của cái phân ở trong đường ruột là như người bình thường. Thì biểu hiện là sao? Thứ nhất là họ bị bón cái đã, nhưng họ có cái tần suất đi cầu á, giống như những người khác. Ví dụ chúng ta đây, chúng ta đi cầu mỗi ngày hoặc là 2 ngày chúng ta đi 1 lần, thì các bác này cũng vậy, họ cũng đi mỗi ngày, họ cũng đi 2 ngày 1 lần, nhưng mà phân họ rất là khó đi, phân rất là cứng, khối phân có thể là to, chặn không có được, vân vân. Cái dạng thứ hai á, là cái thời gian di chuyển của khối phân trong ruột nó bị kéo dài, hay nói cách khác nó đi chậm lại. Thì biểu hiện ngoài cái việc bón ra đó, thì các bác này đi cầu sẽ rất là thưa thớt, nhiều khi 4 5 ngày họ mới đi 1 lần. Thì cái kiểu này có thể gặp thường hơn. Cái kiểu thứ ba là do đơn giản là họ rặn khó thôi. Hay cái người cao tuổi á, cơ nào đó đã nó nhão, nó yếu hết trơn à. Mà khi chúng ta rặn á, chúng ta cần có phối hợp rất là nhiều cơ, cơ bụng, cơ đường ruột, cơ hậu môn, cái thì cần đóng lại, cái thì cần mở ra, thì cái động tác phối hợp này nó không còn hoàn hảo nữa, cho nên các bác nó bị bỏ. Thì đó là những cái nguyên nhân. Thì chúng ta xem qua về những cái nguyên nhân về các thuốc, thì chúng ta thấy những cái thuốc antacid, rõ ràng những người cao tuổi có thể họ dễ bị đau bao tử, uống những cái thuốc antacid vô lâu ngày nó cũng bị táo bón, hoặc là mình bổ sung sắt cho họ họ dễ bị táo bón ha, hoặc các cái thuốc mà có dẫn xuất từ opioid. Còn những cái thuốc khác ít gặp hơn, ví dụ như nãy mình nói thuốc chống tiêu chảy loperamide, có những người bị Parkinson uống những cái thuốc mà điều trị bệnh Parkinson cũng có thể bị, thuốc chống trầm cảm, thuốc lợi tiểu, hầu như những cái thuốc này những người cao tuổi hầu như không nhiều thì ít cũng đều có sử dụng. Còn bệnh lý thường gặp là gì? Những người mà bị các vấn đề, ví dụ như bị đột quỵ, hậu đột quỵ, những người bị trầm cảm, và đặc biệt những người bị đái tháo đường thì dễ kèm theo táo bón. Những người suy giáp không thường gặp lắm, hoặc là những người bị hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích nó có 3 4 thể, nhưng trong đó nó có thể gọi là táo bón là chính, gọi là biểu hiện gọi là chính, cho nên những người này thường bị táo bón. Ngoài ra có thể những người cao tuổi họ bị nứt hậu môn, họ những cái người bị suy giảm về trí nhớ, những người bị ung thư vân vân và vân vân, tất cả các bệnh đó đều có thể góp phần làm cho táo bón. Thì chỉ khi nào mình giải quyết những cái chuyện này được rốt ráo thì cái người đó họ mới hết táo bón hẳn. Nó có một cái chuyện là đôi khi chúng ta chỉ mải mê điều trị mà mình có thể bỏ sót những cái bệnh lý nguy hiểm, nhất là các bệnh lý mà mang tính chất ác tính. Thì như vậy những cái đó là mình thông qua nội soi thì mình mới phát hiện được. Như vậy nếu chúng ta làm ở nhà thuốc thì những trường hợp nào thì mình khuyên những người cao tuổi nên đi làm nội soi, thì xin các anh chị nhớ những cái chỉ định sau đây. Thứ nhất, họ đến họ khai với mình là họ bị táo bón. Mình chịu khó mình hỏi, mình thấy họ ở cấp cũng lớn lớn tuổi rồi, trên 50 tuổi. Mình hỏi từ trước đến giờ đó có tầm soát ung thư đại tràng bao giờ chưa? Ở bên nước ngoài, ví dụ như ở Nhật Bản thì mấy cái chuyện này đó là bình thường, ở Hoa Kỳ đó là chuyện bình thường, họ có một cái lịch trình hết trơn. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta, xin lỗi, có vẻ nó chưa có được làm một cách thường quy, một cách thường thuần thục. Nói vậy chứ
Chắc tôi với anh không biết anh Công sao chứ tôi cũng chưa có tầm soát ung thư đại tràng bao giờ, tôi cũng trên 50 rồi. Đó là cái tình hình chung. Thì mình hỏi coi có làm chuyện này chưa. Thì tầm soát ung thư đại tràng là gì? Có thể là đơn giản là soi phân, coi có máu trong phân hay gì không, hoặc là làm nội soi đại tràng. Thì nếu họ nói chưa thì thôi khuyên họ đi khám và tầm soát cái đi cho chắc. Hoặc là những cái người mà họ cần phải làm phẫu thuật, họ táo bón nặng đến nỗi mà điều trị hoài không đỡ, cần phải phẫu thuật để mà hỗ trợ, thì trước khi đó nên làm nội soi một cái. Hoặc là có những người họ thay đổi kích thước phân một cách gọi là đột ngột rõ ràng. Hồi xưa cái khối phân đi vừa phải, còn bây giờ tự nhiên họ thấy cái khối phân họ đi sao mà nó nhỏ hơn hồi xưa. Thực ra điều đó là rất là nguy hiểm. Hoặc là họ thấy làm xét nghiệm thấy có máu ẩn trong phân ha, hoặc là hồi trước khỏe mạnh hồng hào tự nhiên bây giờ thấy xanh xao, đi làm xét nghiệm ra cái bác sĩ nói bị thiếu máu vân vân, thiếu máu thiếu sắt thì coi chừng. Hoặc là có những hội chứng tắc nghẽn, tức là sao, cái sự di chuyển trong đường ruột của mình nó bị cản trở. Họ hay than là họ bị trướng bụng, họ than là họ hay bị nôn ói, họ than là cái ruột nó cứ sôi giống như nó bị có cái gì nó cản lại, rồi nó ọt một cái nó qua được cái chỗ cản thì tự nhiên mình thấy nhẹ, rồi lâu lâu nó lặp đi lặp lại như vậy thì coi chừng có khối u gì đó chăng, phải đi làm nội soi, phải đi làm những cái xét nghiệm. Hoặc là táo bón xuất hiện một cách rất là đột ngột gần đây. Hồi xưa mình có thể là tự hào về cái đường ruột của mình, đi cầu nó rất là dễ dàng nhẹ nhàng, bây giờ tự nhiên cái nó bị táo bón, coi chừng nếu chúng ta trên 50 tuổi. Rồi tự nhiên táo bón kèm với xuất huyết, táo bón mà bị sa trực tràng, táo bón mà kèm với sụt cân mà không giải thích được. Chúng ta không cố tình để sụt cân, chúng ta không có làm cái gì để sụt cân mà nó vẫn cứ sụt thì khoan vội mừng, khoan vội mừng, chúng ta phải đi khám đi trước cái đã. Thì đó là những cái cũng xin chia sẻ với các chị. Thì đây là một cái lưu đồ người ta kêu tiếp cận một cái người cao tuổi bị táo bón, thì tôi xin phép nói nhanh. Đầu tiên thì mình phải coi coi họ có cái chuyện gì khó khăn trong cái việc rặn đi cầu hay không. Nếu có thì tốt nhất là gửi họ đến bác sĩ chuyên về tiêu hóa để người ta hướng dẫn thêm hoặc là làm những cái xét nghiệm thêm. Còn nếu không đi cầu vẫn bình thường, mỗi một chuyện bị táo bón thôi, thì nhớ phải kêu họ thay đổi về những cái thói quen, về lối sống, tất cả những cái mà nãy mình nói đó, về nước uống, về chất xơ, về cái chuyện thói quen mỗi ngày. Có thể mỗi ngày chúng ta chưa có mắc nhưng mà chịu khó lên cầu ngồi, ngồi 10 phút, 15 phút. Nhiều khi đó mình có hơi hơi rồi nhưng mà nhiều khi cái mình nín do công việc hay do gì đó mình nín, rồi cái cảm giác bắt cầu nó cũng trôi qua. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình lên mình ngồi như vậy, nó cho mình cái cơ hội để có thể đi. Và cái gì cũng vậy, cái gì chứ cái phân mà nó nằm lâu trong đại tràng chắc chắn là nó không có tốt. Chúng ta cứ thải nó ra thường xuyên càng tốt. Và sẵn nhắc tới cái chuyện nước, hồi nãy tôi mới sực nhớ một việc cực kỳ quan trọng ở người cao tuổi. Đó là vì sao các anh chị? Người cao tuổi, cái cảm giác bị khát, cảm giác mà khát của họ đó, nó bị suy giảm. Bình thường chúng ta là nó có một cái trung tâm ở trên não, nó nhận biết được là máu và nước chảy trong cơ thể của chúng ta là đủ hay thiếu. Hãy nó thấy thiếu là lập tức nó cho chúng mình cái cảm giác khát nước để mình đi mau chóng mình tìm cái ly nước mình uống. Nhưng mà người cao tuổi đó, cái trung tâm nó bắt đầu nó cũng nghỉ hưu luôn rồi, nó cũng bị suy giảm luôn rồi. Cho nên có khi trong người người cao tuổi bị thiếu nước thật sự, nhưng cái trung tâm nó không có báo, cho nên họ không chịu uống nước. Cho nên chính vì vậy đó, ở người cao tuổi nếu chúng ta ở nhà có ba mẹ, có ông chú bà bác gì của mình, thì mình phải làm sao nhắc nhở, không chờ tới lúc khác mới uống mà mình nhắc nhở. Hoặc là người ta nói là mình để nước rải rác khắp nơi để họ có cơ hội họ lấy họ uống. Mình để ở nhà bếp chai nhỏ, mình để ở đầu giường chai nhỏ, thậm chí nhà ai có vườn hay đi ra cắt hoa tỉa cành cũng để ngay ngoài vườn một cái ly, một cái chai sạch sẽ để họ thấy là họ uống. Thì như vậy mình mới cung cấp được đủ nước. Thì sau khi mình khuyên họ thay đổi cái lối sống đó rồi mà nó vẫn không đỡ, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng thuốc. Thì cái thuốc mà người ta khuyến cáo đầu tay đó là cái thuốc nhuận trường thẩm thấu, là polyethylene glycol. Ở nước ngoài thì họ sử dụng cái này rất là nhiều, ở nước mình thì có thể tìm nó cũng không phải là dễ dàng. Thì một lát bác sĩ Công cũng sẽ nói rõ hơn về cái này. Nếu không bớt nữa thì chúng ta có thể thêm những cái thuốc nhuận trường mà thuộc dạng kích thích ha. Rồi sau đó chúng ta xem coi nếu vẫn không bớt thì mình coi bệnh nhân của mình nó có uống cái thuốc gì mà liên quan đến opioid hay không, thuốc đó mình có ngưng được hay không. Nếu không ngưng được thuốc đó thì người ta khuyên chúng ta có thể xài một số thuốc. Thì những cái số thuốc đó nó sẽ bình thường đó, khi chúng ta uống những cái dẫn xuất opioid nó sẽ gắn vô một cái thụ thể gọi là thụ thể mu ở trên cái thành ruột, làm cho cái ruột của chúng ta nó đờ ra. Thì cái thuốc mà ở trên bảng đó, cái tên biệt dược của nó là resveratrol đó, thì nó sẽ gắn vô trong cái thụ thể đó, giống như nó che chở, làm cho những cái opioid này không có tác động lên được. Nhờ đó mà chúng ta co bóp cái ruột như bình thường. Còn nếu mà cái người cao tuổi nó không có xài những gì liên quan đến opioid thì nó có những cái thuốc khác
để có thể dùng hỗ trợ thêm. Thì đó là đối tượng người cao tuổi. Chúng ta có thể rút ra được là thứ nhất, bản thân họ rất nhiều bệnh lý nền, cho nên chúng ta phải coi lại thuốc men, coi lại điều trị. Và thứ hai là cái cảm giác khát nước của họ nó bị suy giảm. Đối tượng thứ ba thì cũng rất là đơn giản thôi, đó là ở trẻ em. Thì ở trẻ em nó có một cái điều khác với người lớn. Đa số trẻ em mà bị táo bón thì có điều may mắn, nó phần lớn không phải là bệnh lý. Nếu như ở người cao tuổi thì phần lớn đó là do đái tháo đường, đó là do dùng thuốc, đó là do bị đột quỵ, ví dụ như vậy. Nhưng ở trẻ em thì phần lớn không phải là do bệnh, chẳng qua là do cách ăn uống của nó chưa có hợp lý. Do cái thói quen của nó sợ nhà cầu ở trong trường nó ghê, nó sợ hôi rồi nọ, nó không chịu đi. Và đặc biệt là hành vi nín nhịn ở trẻ em làm cho các em bé nó bị táo bón. Còn các bệnh lý thì cũng có nhưng mà ít thôi. Thì đây là ba cái độ tuổi mà ở trẻ em hay bị táo bón. Độ tuổi đầu tiên là nó chuyển từ cái chế độ ăn lỏng sang chế độ ăn đặc, tức là khoảng từ 6 tháng cho đến khoảng 1 tuổi. Đây là cái giai đoạn đầu tiên mà nó dễ bị táo bón. Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà khi em bé nó tập ngồi gô, tập ngồi gượng cầm, thường là khoảng 2 tuổi hoặc là hơn 2 tuổi một chút. Thì có một số em nếu chúng ta không khéo léo thì là vô tình chúng ta ép nó hay gì đó làm cho nó sợ hãi và nó nín. Hoặc là có những em nó sợ, mình cho nó lên, mình ngồi bằng cầu xong, nó đi cầu xong á, cái mình nhấn cái nút, có những cái đứa nó thấy là cái dòng nước á, xoáy xoáy cái cuốn đi cái cục phân mất tiêu, cái nó sợ rằng nó lên đó nó ngồi rồi nó cũng sẽ bị cuốn đi tuột vô trỏng luôn. Cho nên chúng ta cũng phải làm cái động tác về tâm lý nó một chút xíu. Và cái thứ ba tôi nghĩ là đây là cái nhóm mà nhiều nhất này, đó là cái đứa tuổi bé nó đi học, bắt đầu cái nhà cầu trong trường nó khác ở nhà, rồi nhiều khi tâm lý sợ không có dám giơ tay xin đi cậu, cho nên nó nín, rồi do đó nó dễ, rất là dễ bị táo bón. Thì có một cái số liệu cũng rất là thú vị mà tôi cũng đã đăng tải trên một tạp chí ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Đây là một nghiên cứu những trường hợp táo bón tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì lúc lần đó đó chúng tôi sẽ hỏi, dùng một cái bảng câu hỏi và hỏi 184 bà mẹ có một đứa trẻ được chẩn đoán là táo bón. Thì ghi nhận một số cái thông tin sau đây. 2/3 những em đó là táo bón ở thời điểm là trước 2 tuổi. Rồi 21,2% là ghi nhận là có cái chế độ ăn thay đổi khác với hồi xưa. Và 19% là thay đổi táo bón xuất hiện do nó đi học. Do đó chúng ta cần phải biết cái này để mình điều chỉnh nó. Và hơn một nửa các trường hợp là uống không có đủ cái lượng nước mỗi ngày. Đây là một cái ta nhắc nhở người nhà. Và cái trong đó đó chúng ta ghi nhận rằng 66% các em có cái hành vi nín nhịn. Như vậy chúng ta phải biết rằng con mình hay là bệnh nhân của mình nó có cái hành vi này không, để mình hướng dẫn cho nó, mình nói chuyện với nó, mình an ủi nó để nó được có nín. À, và có khoảng gần 20%, tức là 1/5 các em có hành vi có, nó có bị gọi là xón phân. Tức là sao? Tức là xón phân được định nghĩa là một cái hiện tượng phân nó tự động đi ra ngoài tại những cái nơi mà lẽ ra là không được đi cầu tại đó. Nói ra thì thấy có vẻ nó khó hiểu, nhưng mà đơn giản là đứa nhỏ nó đi cầu trong lớp học, đứa nhỏ nó đi cầu trong rạp coi phim, đứa nhỏ nó đi cầu trong một cái tiệm ăn, ví dụ như vậy, mà nó không hề hay biết, không hề hay biết. Mình chỉ có thể là vô tình khi mình thay đồ nó ra, mình mới thấy rằng nó có một cái phần dính ở đáy quần. Hoặc là nó vô học, vô lớp học các bạn bè nó nghe cái mùi hôi đồ này nọ, bắt đầu tìm hiểu thì phát hiện là nó đi mà nó không hay. Rồi lại chê cười nó, chọc ghẹo nó. Và chính vì chê cười, chọc ghẹo thì nó lại càng nín hơn nữa, nó lại càng lo sợ hơn nữa, nó lại càng co rút vào một cái góc riêng của nó, thì cái táo bón của nó càng ngày càng tệ hơn. Thì ngoài ra trong cái nghiên cứu đó chúng tôi cũng ghi nhận được một điều sau đây. 71,7% các ông bố bà mẹ có kiến thức đúng về cái biết và nhận ra con mình táo bón. Thì cái này cũng hợp lý thôi, nhận biết một đứa nhỏ bị táo bón nó dễ, không có gì khó. Nhưng mấy cái sau nó mới là đáng suy nghĩ. 62% ông bố bà mẹ có kiến thức chưa đúng về xử trí, điều trị. 70,7% các ông bố bà mẹ có kiến thức chưa đúng về các yếu tố mà làm cho táo bón nó xuất hiện. Tức là ví dụ như là không chịu đi cầu, rồi nín nhịn, rồi uống nước không đủ, vân 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 vân. Và gần như 100% có kiến thức chưa đúng về hậu quả. Tức là người ta coi thường cái hậu quả của táo bón. Cho nên chúng ta phải nói cho họ biết táo bón nó nguy hiểm như thế nào. Nó có một cái tình trạng là nếu chúng ta không để ý chúng ta sẽ bị nhầm là táo bón, mà thực ra không phải. Cái tình trạng này nó có cái tên gọi là khó đi tiêu hay là khó đi cầu.
Cái từ tiếng Anh đó là dysphagia. Làm sao? Thứ nhất, nó thường gặp ở những cái em rất nhỏ, từ 0 tới 6 tháng. Mà thực tế là thường là từ 1 tới 6 tháng. Bà mẹ sẽ khai với mình vậy. Con em hồi lúc trong tháng nó đi cầu rất nhiều, lẹt xẹt, phân mềm, thậm chí là nước nước lỏng lỏng luôn. Nhưng mà không biết sao ăn đồ, ăn đầy tháng xong nó tự nhiên nó bắt đầu nó không chịu đi cầu. 5 ngày, 7 ngày nó không đi. Ráng rặn lắm mới đi được. Hoặc là em phải mua cái ống bơm em bơm cho nó thì nó mới đi được. Và đặc biệt là phân nó vẫn mềm nha. Đây là cái điểm mà Đức Chúa giúp chúng ta biết rằng nó không phải là táo bón. Chứ còn nếu nó mà phân cứng á, thì nó là táo bón rồi. Nhưng trường hợp này chúng ta bơm ra hoặc là em bé nó tự đi thì phân nó vẫn mềm. Ha, tơi 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 tơi. Thì những trường hợp này á, người ta nói tại sao? Đó là do cái sự trưởng thành của cái đường ruột của em bé nó chưa có đủ trưởng thành. Cho nên cái sự phối hợp vận động của động tác rặn á, nó chưa có được tốt. Chỉ vậy thôi. Chứ phân nó nằm sẵn ở đó nó chờ rồi. Chỉ còn một động tác cuối cùng là rặn ra, em bé nó rặn không được thì chúng ta hỗ trợ nó thôi ha. Hành vi nín nhịn thì làm sao biết được một đứa nhỏ nín? Thì một trong những cái rất là nổi tiếng các bạn, đó là em bé nó bắt chéo hai cái chân. Mình thấy tự nhiên cái con mình nó đứng vô một góc, nó không có nói chuyện với ai hết, nhìn cái mặt nó có vẻ hơi căng thẳng chút, mà hai cái chân nó bắt chéo lại, cái tay của nó có thể nó đang cầm một cái gì đó nó hơi gồng một xíu. Nếu chúng ta mới nhìn qua chúng ta tưởng rằng đứa bé nó đang cố nó rặn nó đi cầu, thực ra không phải đâu, ngược lại đó, em bé nó đang cố nín để không đi cầu đó. Chúng ta nhận biết cái đó để chúng ta có thể giúp cho em bé mình. Thì cái hồi nãy mình nói mà em bé nó hay bị gọi là xón phân hay là dễ đùn đó, nó hay bị bạn bè chê cười đó. Đôi lúc thỉnh thoảng ở phòng khám với tôi, các ông bố bà mẹ ẵm đứa nhỏ tới nói bác ơi bác, con em nó bị tiêu chảy, nó đi cầu ra quần nó không hay, phân lỏng lỏng. Nếu chúng ta không có cẩn thận, chúng ta tin liền vào cái lời khai đó rồi chúng ta cho một cái thuốc điều trị tiêu chảy thì em bé lại càng táo bón hơn nữa. Ngược lại, cái triệu chứng này là triệu chứng của một cái táo bón nặng nề. Tại sao vậy? Khi mà những cái cục phân nó cứ ứ ứ lại như vậy đó thì ở trên đó đó thì bắt đầu phân nó còn lỏng nước, thì khi mà nó ứ đó một lúc nào đó cái đại tràng càng ngày nó càng giãn to ra thì cái gọi là cái lực mà co bóp của đại tràng nó sẽ giảm đi, thì lúc đó nó tạo điều kiện cho cái phân lỏng nó len lỏi giữa những cục phân này và nó rớt ra bên ngoài, thì đó là cái triệu chứng của xón phân. Thì nguyên tắc điều trị thì cũng giống như bên người lớn thôi, chúng ta phải dùng thuốc và đặc biệt đừng bao giờ quên các biện pháp không dùng thuốc, là phải ăn uống, là phải uống nước, là phải vận động, là phải tập đi cầu mỗi ngày, vân 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 vân. Và nếu em bé có hành vi nín nhịn thì mình phải chia sẻ với nó, yêu thương nó và giúp đỡ nó có thể vượt qua được cái đó. Như vậy tóm lại khoảng hơn mà khoảng 30 phút vừa rồi thì tôi xin chia sẻ với anh chị đồng nghiệp, chúng ta thấy rõ ràng táo bón là một cái bệnh lý khá là thường gặp. Và bởi vì nó không có cấp tính, nó không có gọi là nó không giống như là sốt, nó không giống như là ói, cho nên có thể người ta làm sao chịu đựng, người ta ráng người ta chịu đựng, cho nên có thể là mình không có phát hiện nó được một cách kịp thời. Và ngày hôm nay chúng ta khu trú ở những cái đối tượng đặc biệt, đó là những người phụ nữ có thai, những người cao tuổi và ở trẻ em, và chúng ta thấy rõ ràng mỗi một đối tượng nó có những cái đặc điểm riêng của họ, và chúng ta phải nắm cái đặc điểm đó để chúng ta có thể điều trị cho nó đúng cách phù hợp, thì lúc đó chúng ta mới giúp cho bệnh nhân của mình được tốt được. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý anh chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Rất cảm ơn bài trình bày vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn ha. Quả thật đây cũng là những cái nội dung, những cái thông tin mà Kim Ánh nghĩ rất là cần thiết cho các dược sĩ, các nhân viên y tế, và đặc biệt là chúng ta nhìn nhìn về cái góc độ mà bị táo bón đối với những đối tượng đặc biệt ngày càng cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và giống như Bác sĩ Anh Tuấn có nói, đó là làm sao để chúng ta có thể tiếp cận xử lý ha đối với từng đối tượng trong cái số đối tượng đặc biệt này với những cái nguyên nhân, với những cái lưu ý riêng. Và có lẽ là các dược sĩ và nhân viên y tế nhà của chúng ta đã có những cái kiến thức rất là hữu ích. Chút xíu nữa nếu mà có những vấn đề gì mà quý vị muốn trao đổi thêm thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi nha. Sau phần báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công thì chúng ta sẽ bước sang cái nội dung này. Còn bây giờ thì như Kim Ánh cũng đã giới thiệu, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài báo cáo nữa. Kim Ánh nghĩ cũng rất là cần thiết cho mọi người liên quan đến những cái đối tượng đặc biệt, đó là phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ em. Với một cái chủ đề về thuốc điều trị táo bón cho một số đối tượng đặc biệt, với phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bây giờ thì xin mời tiến sĩ Võ Hồng Minh Công ạ.
Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa chị Kim Ánh, kính thưa quý dược sĩ cũng như là quý nhà thuốc, vừa rồi thì phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn cho một bài tổng quan về táo bón cho những đối tượng đặc biệt, trong đó có người phụ nữ có thai, đó là người lớn, người lớn tuổi cũng như là đối với em bé, thì cứ mỗi đối tượng sẽ có những nguyên nhân và có những cái cơ chế đặc biệt để dẫn đến một trường hợp táo bón. Tuy nhiên vấn đề táo bón thì nó đều là xuất phát từ cái đại trực tràng, và khi mà chúng ta đã điều trị về cái giáo dục cho cái người bệnh về biết về bệnh lý táo bón cũng như là vấn đề điều trị những cái thay đổi lối sống mà không có đạt hiệu quả thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc táo bón, và chúng ta sử dụng những thuốc táo bón nào mà nó sẽ phù hợp cho từng đối tượng, thì tôi sẽ hôm nay sẽ nói về cái thuốc điều trị táo bón cho một số đối tượng đặc biệt. Chúng ta biết rằng cái táo bón mãn tính á, thì đối với cái dân số chúng ta gặp khoảng từ 10 đến 15% dân số, tuy nhiên có những cái nơi thì người ta đã thống kê lên tới 39%, và cái táo bón mãn tính này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đối với những người táo bón rất là cực khổ, đối với nhất là khi đi cầu người ta rất là sợ, và đây cũng là một cái gánh nặng cho chăm sóc sức khỏe, và chúng ta thường gặp ở người phụ nữ, nhất là người phụ nữ có thai và những người cao tuổi. Đối với cái định nghĩa thế nào là táo bón, năm 1987 thì tác giả Sandler đã định nghĩa vấn đề táo bón là cái tần suất đi cầu nhỏ hơn 3 lần trong một tuần. Nhưng mà thật sự đối với mà định nghĩa thì nhỏ hơn 3 lần trong một tuần chưa chắc là đã táo bón. Thì có nhiều người ta đi cầu một tuần có một lần, nhưng mà phân nó không phải là tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 mà nó là tiếp 4, vậy mình có thể xem như là phải táo bón hay không. Và đến năm 2006 thì tất cả những chuyên gia trên thế giới, những cái thầy thì thống nhất lấy tiêu chuẩn Rome để làm định nghĩa cái táo bón mãn tính. Và cái tiêu chuẩn Rome mới nhất là được ra đời năm 2016, đó là cái Rome 4, thì người ta chẩn đoán táo bón khi có hai hoặc nhiều hơn các triệu chứng, đó là căng thẳng trong khi mà đi cầu, thứ hai là phân sần sùi hay là cứng, nó tiếp 1, tiếp 2 và có thể là tiếp 3, và cảm giác là đi cầu không có hết phân, và cảm giác tắc nghẽn, và cái số lần đi phân á, tần suất đi phân này ít hơn 3 lần trong một tuần, và những triệu chứng này nó xuất hiện trong vòng 3 tháng gần đây, và cái triệu chứng khởi phát là ít nhất là 6 tháng, thì người ta gọi là một cái táo bón mãn tính. Như vậy chúng ta để trước hết mà mình biết thế nào là táo bón mãn tính thì chúng ta phải biết chức năng đại tràng, thì trong hệ thống tiêu hóa chúng ta gồm có là miệng nè, thực quản nè, dạ dày, ruột non và đại tràng và trực tràng và cuối cùng là hậu môn. Như vậy đối với khi mà đối với ruột non chúng ta có cái chức năng là hấp thu về cái dinh dưỡng, nhưng mà đến đại tràng thì có nhiệm vụ là hấp thu nước và một phần ít dinh dưỡng cũng như là cái sự hấp thu của nước còn natri và clo kali cũng như vitamin K. Đồng thời trong cái hệ thống mà cái vi đại tràng chúng ta thì có những cái vương khơi chứng đường ruột, thì nó mục đích là nó sẽ làm tiêu hóa một số phần chất chất xơ. Như vậy đến khi mà cái lượng nước xuống dưới đại tràng chúng ta nó trung bình là khoảng 500 ml trên 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 một ngày, và khi mà cái lượng phân mà đi đến vùng cái trực tràng á, thì khi đến phân mà đến vùng trực tràng thì cái lượng nước nó chiếm khoảng chừng từ 100 đến 200 ml nước. Như vậy khi mà nếu trường hợp mà cái phân mà nó chạy trong cái vùng đại tràng chúng ta càng chậm á, thì nó là cái tỷ lệ nước càng nhiều, như vậy là cái lượng cái nước mà trong cái vùng phân ở vùng trực tràng nó sẽ nhỏ hơn 100 và nó sẽ gây ra tình trạng là táo bón. Như vậy đối với cấu tạo của cái vùng bóng hậu môn cũng như trực tràng thì chúng ta thấy rằng thứ nhất đầu tiên là có cái nhóm cơ nó bám từ cái xương mu và nó vòng ra phía sau cái vòng cái trực tràng và nó vòng phía trước tạo thành cái vòng vu, và ngoài ra có một số nhóm cơ ở vùng này người ta gọi vùng đáy chậu, và thứ hai là ở cái vùng ống hậu môn trực tràng thì nó có hai cái hệ thống cơ, thứ nhất là cái cơ thắt ống hậu môn nó nằm phía trong và cơ ống hậu môn thì nó nằm ở ngoài, và chính cái hệ thống cơ này và chính cái vùng sàn chậu này nó giữ cho cái bóng ống hậu môn và trực tràng nó tạo thành một cái góc mà luôn luôn lúc nào cũng lớn hơn 120 độ. Như vậy đối với khi mà chúng ta đi cầu, khi mà phân đi xuống cái vùng bóng trực tràng thì nó sẽ gây ra một cái phân xạ đi cầu, và phân xạ đi cầu thì giúp cho cái người bình thường người ta rặn thì nó tạo ra một cái góc giữa cái ống hậu môn và cái bóng trực và cái trực tràng này và cái trực tràng này nó tạo ra một cái góc nghĩa là lớn hơn 120 độ, và khi đó hai hệ thống cơ đó là cái cơ vòng cơ thắt hậu môn và cơ ống hậu môn sẽ mở ra và chúng ta đi cầu rất là dễ dàng.
Trong khi đó đối với những cái bệnh nhân á, mà người ta bị táo bón á, thì thứ nhất là do có thể là do cái hệ thống cơ này nó yếu đi, nó trùng xuống, và khi đó thì nó làm cho cái hai cái hệ thống cơ này nó sẽ không có mở khi bệnh nhân nặng, và làm cho cái góc này nó sẽ nhỏ hơn 120 độ và phân nó sẽ nằm trở lại ở đây và gây ra tình trạng táo bón. Đây là cái cơ chế mà táo bón đối với những người từ như người nhỏ, người lớn, và ngay cả trong cái trường hợp mà đối với người phụ nữ có thai, người phụ nữ có thai nó là do cái sự cái thai nó đè lên cái vùng cái mà bóng trực tràng cũng như là cái vùng đại tràng xích mai, cho đó mà làm sự chậm chậm cái di chuyển phân từ đại tràng mà xuống bóng hậu môn, và gây ra tình trạng là tình trạng là táo bón. Và đây là những cái nguyên nhân gây táo bón mà phó giáo sư Anh Tuấn đã đưa ra. Thì trong đó đối với những người lớn có chuẩn bị sử dụng những cái thuốc, cũng như là đối với những bệnh lý như là bệnh lý cái suy giáp, những bệnh lý hạ kali, ở trong đó người phụ nữ có thai cũng có ra tình trạng cái táo bón này. Ngay cả cái hội chứng ruột kích thích, thì trong cái hội chứng ruột kích thích thường có bốn thể, gồm có thể là tiêu chảy, thể táo bón, thể hỗn hợp hay là thể không có xác định, thì trong đó có thể táo bón nó cũng xảy ra trong cái trường hợp mà gây ra tình trạng là táo bón mãn tính. Như vậy cái nguyên tắc mà điều trị chung á, lần đầu chúng ta phải xác định cái táo bón là do là thứ phát hay là nguyên phát. Thứ phát có nghĩa là chúng ta có một cái bệnh lý nào đó mới gây ra, thì chúng ta phải tìm bệnh lý đó và chúng ta phải xử lý được cái bệnh lý đó thì ta mới mới điều trị được cái vấn đề táo bón. Thứ hai hay là nguyên phát, để gọi là cái táo bón mãn tính. Đầu tiên thì chúng ta phải thay đổi cái lối sống, đó là vấn đề ăn uống và sinh hoạt. Sau đó khi mà chúng ta điều trị lối sống rồi mà cái tình trạng táo bón vẫn còn, thì chúng ta phải điều trị bằng thuốc, và cuối cùng ta điều trị phẫu thuật cho những cái trường hợp ví dụ như là xa sàn chậu, thì chúng ta điều trị phẫu thuật để nâng sàn chậu trở lên. Đối với bệnh nhân có polyp hay là cái u thì chúng ta phải phẫu thuật để giúp cho cái vấn đề cái đại tràng và thông thoáng đó, thì giúp cho vấn đề tiểu cầu sẽ dễ dàng hơn và chúng ta ngăn ngừa được vấn đề táo bón. Như vậy làm sao mình chẩn đoán được cái táo bón, ngay cả cái táo bón mãn tính, thì năm 2013 thì một cái quản lý táo bón của vùng châu Á thì đưa ra một cái sơ đồ để chẩn đoán vấn đề cái táo bón. Đầu tiên thì chúng ta xem thử bệnh nhân có cái trướng bụng hay căng bụng hay không. Thứ hai là vấn đề cái phân nó di chuyển trong đó nó có khó hay không, hay làm cho cái bụng của chúng ta thường đau quặn từng cơn, và nhiều lúc cái bụng mình có cái ruột nó gò lên mà chúng ta sợ được cái dưới thành bụng, và bệnh nhân có những triệu chứng táo bón hay không, và bệnh nhân cần thiết dùng thuốc sổ hay không. Khi có những triệu chứng này thì chúng ta đồng thời chúng ta phải xem cái có triệu chứng báo động hay không. Mà cái phần này phó giáo sư Anh Tuấn đã đưa ra, đó là chúng ta xem bệnh nhân có trên 50 tuổi hay không, thứ hai là có thiếu máu hay không, thứ ba là bệnh nhân có đi cầu ra máu hay không, bệnh nhân có sụt cân không chú ý không. Sụt cân không chú ý có nghĩa là đối với bệnh nhân sẽ giảm 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng mà mình vẫn ăn uống bình thường, gọi là sụt cân không không chú ý, thì đó là cái sụt ký bệnh lý mà chúng ta phải cần quan tâm. Và bệnh nhân xem thử bệnh nhân có cái triệu chứng mà táo bón xuất hiện gần đây hay không. Đối với những cái triệu chứng mà táo bón xuất hiện từ lâu thì thường thường là ít khi mà nó gây ra cái tình trạng đó là tình trạng cái bệnh lý ác tính lắm, nhưng mà đối với những cái rối loạn tiêu hóa gần đây, nhất là táo bón hay là tiêu chảy gần đây, thì chúng ta phải xem lại coi cái thứ đó là bệnh lý thực thể hay không. Và chúng ta khám thường thường đau bụng nó xảy ra về đêm, đó là một bệnh lý có thể bệnh lý thực thể, hay là trong gia đình mình có người bị ung thư đại trực tràng, thì những trường hợp này gọi là cái triệu chứng báo động. Khi có triệu chứng báo động thì chúng ta phải làm cái xét nghiệm máu, và thì chúng ta phải soi nội soi đại trực tràng để xem có tổn thương bệnh bệnh thực thể hay không. Nếu trường hợp mà không bệnh thực thể thì chúng ta sẽ xem như là nằm cái táo bón, và chúng ta phải xem những cái triệu chứng táo bón đó. Hoặc là bệnh nhân không có cái triệu chứng báo động này thì chúng ta cũng xem cái triệu chứng của cái táo bón. Khi mà triệu chứng táo bón đó, thứ nhất là bệnh nhân cảm rất là căng thẳng đi 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 đại tiện hay là đi cầu. Đối với những người táo bón mà người ta rất sợ đi cầu. Và thứ hai là cái phân nó cứng, có thể là tiếp 1, tiếp 2, có thể là tiếp 3. Và thứ ba là bệnh nhân cảm giác là bệnh nhân không đi hết phân, giảm cái tần suất đi cầu, và cái bệnh nhân cảm giác tắc nghẽn ở vùng ống vùng bóng cái bóng ống ống cái ống hậu môn và trực tràng, và cuối cùng đó là một cái phân nó cái hình nhỏ giọt như là ngón tay hay là chiếc đũa. Thì khi đó những cái triệu chứng này người ta gọi triệu chứng táo bón, và tất cả những triệu chứng này nó xuất hiện là trong vòng 3 tháng gần đây, và cái triệu chứng đầu tiên là xuất hiện trong vòng 6 tháng, thì ta chẩn đoán là cái bệnh táo bón mãn tính. Táo bón mãn tính, nhưng mà các anh chị khi mà đứng trên nhà thuốc chúng ta phải
chú ý những cái vấn đề cái triệu chứng báo động, và triệu chứng báo động này là giúp cho chúng ta phát hiện những cái bệnh lý thực thể, nhất là những người mà trên 50 tuổi thì chúng ta cũng phải tầm soát cho kỹ, tại vì ở Việt Nam chúng ta cái tỷ lệ mà ung thư đại trực tràng cũng là cái hàng đứng hàng thứ cao trong cái vùng khu vực của vùng Đông Nam Á nói riêng và vùng châu châu Á nói chung, do đó chúng ta cũng phải cần quan tâm đến cái những cái triệu chứng báo động này. Về cái điều trị táo bón, đầu tiên chúng ta phải giáo dục bệnh nhân, và thứ hai là thay đổi lối sống, và cuối cùng là chúng ta dùng cái thuốc để điều trị cái vấn đề táo bón. Thứ nhất là giáo dục bệnh nhân thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải ngưng các loại thuốc táo bón. Đối với hiện nay, đối với những cái người trẻ thì ít khi sử dụng thuốc, nhưng mà đối với người càng lớn tuổi thì rất là nhiều bệnh, trong đó bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh dạ dày, thì uống những cái thuốc đó nó sẽ gây táo bón. Và khi đã có táo bón thì chúng ta phải phải cân nhắc vấn đề sử dụng thuốc, khi nào những thuốc nào cần thì chúng ta sẽ điều trị, còn những cái thuốc nào mà không có cần thiết trong giai đoạn mà bệnh nhân có triệu chứng táo bón thì chúng ta sẽ ngưng. Thứ hai là chúng ta cũng không nên lệ thuộc nhiều cái thuốc quá nhuận trường. Có nhiều người lớn tuổi mà sử dụng cái thuốc thuốc gây táo bón thì người ta sẽ cộng thêm một cái thuốc nhuận trường nữa, thì chúng ta cũng nên giảm cái sự phụ thuộc này. Và cái thứ ba nữa đó là một vấn đề rất là quan trọng, đó chúng ta phải tăng cái lượng nước và chất xơ. Đối với chất xơ thì theo Phó giáo sư anh Tuấn đã hướng dẫn chúng ta là chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà có những chất xơ, trong đó những cái trái cây mà chúng ta cũng thường ăn thường xuyên như là táo hay nho, trà là, mà nho thì phải nho đỏ thì chất xơ nhiều hơn, rau các hay là các loại đậu và bắp cải vân vân. Thì mục đích là gì? Mục đích là chúng ta tăng trọng lượng lượng phân. Thứ hai là tăng tốc độ cái phân để đi trong đại tràng. Tại vì phân mà đi chậm trong đại tràng thì nó sẽ tăng hấp thu nước, mà tăng hấp thu nước làm cho phân nó cứng là dẫn đến táo bón. Và chúng ta cũng không nên gấp gáp. Chúng ta phải bắt đầu từ từ và đạt mục tiêu trong vòng vài tuần, mà không có gấp gáp quá. Nếu trường hợp mà chúng ta mà muốn gấp gáp mà chúng ta ăn đột ngột, ăn nhiều chất xơ thì nó gây cái tình trạng là đầy hơi. Chúng ta biết rằng chất xơ thì nó không có thu ở ruột non mà nó sẽ đưa đến ruột già, và cái hệ thống vi khuẩn chế đưa ruột già nó sẽ làm cho cái phá hủy, nó sẽ lên men những chất xơ này, nó gây ra cái NH, gây ra cái nước, nó sẽ tạo ra nhiều nước, và đồng thời nó gây ra cái H2 và CH4. Nhưng mà đối với những cái đối tượng mà dễ táo bón thì nó không có gây ra tình trạng, nó không có cái hấp thu nước vào trong lòng đại tràng mà nó sẽ sinh hơi. Do đó đối với những người mà ăn cái lượng chất xơ quá nhiều thì nó gây ra cái đầy hơi và nó làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Để chứng minh rằng cái vấn đề mà chúng ta có tăng lượng nước và cái tăng chất xơ này có hiệu quả hay không á, thì năm 1998 thì có một cái nghiên cứu người ta xác định tác động của chế độ ăn nhiều chất xơ và sung uống nước ở những bệnh nhân táo bón mãn tính. Thì đây là một cái nghiên cứu là với 117 bệnh nhân có một cái táo bón chức năng và cái tuổi từ là 18 đến 50, và tất cả những bệnh nhân này được chế độ ăn là 25 gram chất xơ trên ngày. Và 117 bệnh nhân này người ta chia làm hai nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm thứ nhất là uống một lít nước là bilitum. Đây là một cái nước mà hay dùng sử dụng trong vận động viên thể thao để làm giảm bớt cái sự mất nước. Và thứ hai, nhóm thứ hai đó là người ta cho uống nước một nước khoáng bình thường thôi, 2 lít trên một ngày. Và tất cả 117 bệnh nhân này người ta theo dõi trong vòng là 2 tháng về đánh giá về cái tần suất đi cầu của bệnh nhân, thứ hai là cái cần thiết sử dụng thuốc nhuận tràng hay không. Thì kết quả người ta thấy rằng cái sự gia tăng đáng kể tần suất đi phân á, thì ở nhóm 2 nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với nhóm 1, và sự khác biệt này cái nghĩa thống kê đây là một thuật toán mà chúng ta thấy rằng rõ ràng cái nhóm mà uống cái vẫn vẫn là ăn chất xơ 25 gram trên ngày, nhưng mà uống nước 2 lít thì nó sẽ tốt hơn là cái nhóm mà cũng uống ăn 25 lít ngày nhưng mà chỉ cần uống một lít nước, và cái nước này để dành cho cái những người vận động viên, thì chúng ta chỉ cần uống nước là rất là cái hiệu quả. Thứ hai là cái giảm sử dụng cái thuốc nhuận tràng ở nhóm 2 nó cũng nhiều hơn nhóm 1, điều và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Do đó trong cái bài báo này người ta kết luận rằng nếu mà chúng ta chỉ cần ăn 25 gram chất xơ một ngày và cộng thêm bốn nước từ 1,5 lít đến 2 lít thì nó sẽ cải thiện được vấn đề cái tần suất phân và tăng hiệu quả vấn đề ngăn chặn vấn đề cái táo bón. Do đó đối với ăn nhiều chất xơ và uống nhiều nước, đây là một cái phương pháp rất là tốt mà giúp cho cái vấn đề hạn chế được vấn đề táo bón cho những cái đối tượng mà những người lớn tuổi cũng như là đối với người phụ nữ có thai.
Một cái vấn đề nữa là tập thể dục. Tập thể dục là hầu hết, nên hầu hết các ngày trong tuần. Mục đích là gì? Mục đích là hoạt động để làm tăng cái vận động và làm cái tăng nhu động ruột. Khi mà làm tăng thể chất cũng tăng nhu động ruột, là làm cho con người của mình có một cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn, và nhu động ruột tốt hơn nó sẽ đẩy được cái phân nằm đi trong cái lòng đại trực tràng, nó sẽ nhanh hơn. Do đó nó làm cho cái phân này nó không bị thiếu nước, cái nhà đủ nước giúp cho cái đi cầu rất dễ dàng. Đối với người phụ nữ có thai á, thì nếu trường hợp được thì mình không có vận động giống như những cái người bình thường, mình không có chạy nhảy, mình làm việc rất là nhẹ nhàng, mình chỉ cần tập đi bộ mỗi ngày khoảng chừng 30 phút. Và nếu trường hợp đi tất cả các ngày trong tuần thì tốt, còn không thì một ít nhất là 3 ngày trong tuần, thì giúp cho vấn đề hạn chế vấn đề táo bón trên người phụ nữ có thai. Nhưng một cái vấn đề đó là đừng bỏ qua cảm giác muốn đi tiêu. Đây là một cái nguyên nhân mà dẫn đến táo bón rất là nhiều, nhất là đối với những em bé. Như thầy Tuấn cũng nói rằng, nếu mà những em bé mà tuổi đi học á, khi nào đi nó đi vào trường mà nó ra toilet nó thấy rất là dơ, cho nên những em bé này nó có khuynh hướng là nó nín và nó về nhà nó mới đi cầu, và khi mà nín riết hết ngày này qua ngày khác cho nên dẫn đến một trường trạng là táo bón. Do đó mà đối với những cái đối với cái học đường thì chúng ta cũng nên quan tâm đến vấn cái đợt toilet, giúp cho những em bé này nó sẽ không dẫn đến một trạng là táo bón. Còn đối với những cái đối tượng còn lại thì chúng ta hãy dành cái thời gian trong cái phòng tắm, chúng ta phải có một cái thư giãn và đủ thời gian để đi tiêu và không bị phân tâm và không cảm giác thấy vội vã, và chúng ta làm sao cho một cái khi đi vào toilet một cái nhẹ nhàng thoải mái giống mình đi thư giãn đó, thì giúp cho vấn đề đi cầu rất dễ dàng mà không có xảy ra tình trạng táo bón sau này. Về cái tư thế đi cầu cũng rất là quan trọng. Và tư thầu thì đúng với chúng ta cái hiện nay thì chúng ta đi cầu dùng những cái bồn như thế này. Nếu trường hợp chúng ta ngồi mà sau cái xương đùi và cái cột sống mà tạo thành một góc 90 độ, thì người ta thấy rằng cái ống hậu môn và cái trực tràng này nó tạo thành một cái góc, mà góc này nhỏ hơn 120 độ. Do đó mà vấn đề đi cầu rất là khó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nâng chân mình lên để tạo ra cái xương đùi và cúi người hơi về trước tí xíu, để giúp cho cái cột sống và cái xương đùi đã tạo một góc 35 độ, thì người ta thấy rằng cái trực tràng và cái ống hậu môn này thẳng hàng với nhau. Như vậy đối với một cái phân mà thẳng hàng này mình rặn rất nhẹ nhẹ nhàng thì phân đã ra rồi, trong khi đó mình ngồi một tư thế như vậy, điều đó chúng ta là một cái gập góc, mà phân mà qua cái chỗ gập góc là rất là khó. Như vậy để chứng minh rằng cái vấn đề này người ta có cái hiệu quả hay không, thì đây là một cái thiết kế là gồm 28 cái tình nguyện viên khỏe mạnh và từ 17 đến 66 tuổi với chức năng ruột bình thường, và người ta ghi lại thời gian cần thiết để cảm giác đi hết phân khi đi đi cầu với ba tư thế. Thứ nhất là cái một là cái ngồi trên cái bệ xí này ngày xưa mình sử dụng rất rất là nhiều, nhưng mà cái ngày nay thì cái những cái nhà vệ sinh là hiện đại cho nên cái bệ xí này hình như là mình ít ít sử dụng, do đó mình sử dụng những bệ xí này có một cái có hai loại kích thước, một kích thước chiều cao là 31 cm, 31 đến 3 cm, một cái bệ xí là chiều cao là 41 đến 12 cm. Như vậy người ta so sánh cái tư thế ngồi của ba tư thế này thì cái tư thế nào mà cái cảm giác cái thời gian mà đi hết phân nó sẽ nhanh hơn, thì trong cái kết luận khi người ta đo được cái ba tư thế này, ta thấy rằng đối với cái thời gian mà đi hết phân, cảm giác với đi phân là đối với cái nhóm mà cái bồn cầu mà 41 đến 42 cm thì rõ ràng nó nhiều hơn, trong khi đi cầu mà cái bồn cầu nó thấp hơn tí xíu thì cái thời gian ngắn hơn, nhưng mà cái đi cầu cái dạng cầu bệt này nè, nhưng rõ ràng cái thời gian mà đi hết phân nó ít hơn. Như vậy chúng ta rằng đối với những người táo bón, chúng ta đi cầu trên cái bệ xí thì giúp cho vấn đề chúng ta đi cầu rất là tuyệt vời. Nhưng mà hiện nay đến các cái nhà hiện đại, đến nhà mà sang trọng thì không ai làm cái bệ xí cả, do đó mà hay là sử dụng cái đi cầu đi cầu thì giúp giúp này làm sao mà chúng là đối với những người táo bón mà đi trên cái bệ này á, đi trên một cái cầu đẹp như thế này á, mà làm sao đi cầu dễ, thì người ta đưa ra có một cái tư thế gọi là tư thế người người suy nghĩ. Người suy nghĩ ra là cái ông mà cái tượng ha, cái tượng đang ngồi suy nghĩ, nhưng mà chúng ta đi cầu không được suy nghĩ ha, mà đi suy nghĩ là căng thẳng quá là đi cầu không được á, do đó mình đây là cái tư thế thôi, nhưng mà mình đi cầu làm sao mình phải nghe nhạc du dương để nó thoải mái thì giúp đi cầu dễ hơn. Thì cái nghiên cứu này người ta thấy rằng đánh với 22 bệnh nhân, và người ta đo thứ nhất là đo cái góc của ống hậu môn và bóng trực tràng, thứ hai là cái chiều cao, cái nghĩa là cái khoảng cách của cái tầng cái người ta gọi cái tầng chậu á, tầng chậu, và thứ ba là cái chiều dài của bóng trực tràng.
Thì trong cái ba nghiên cứu này thì thứ nhất là so sánh với cái tư thế ngồi bình thường, thứ hai là tư thế cái ngồi của người suy nghĩ. Thì đối với cái tư thế ngồi bình thường, cái góc mà của cái bóng của ống hậu môn và bóng trực tràng đó là 113 độ, trong khi đó mà mình ngồi cái tư thế mà suy nghĩ á, thì nó là 134 độ, có nghĩa là cái này lớn hơn 120 độ, và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Về cái khoảng cách của cái sàn chậu á, đối với cái ngồi tư thế bình thường nó chỉ có 7,1 cm thôi, nhưng mà đối với cái người mình suy nghĩ là 9,3 cm. Điều đó chứng tỏ rằng là đối với cái ngồi bình thường, có thể là cái bùn đáy chậu nó hơi trùng xuống tí xíu. Khi mà trùng tí xíu xuống tí xíu, nó làm cho cái góc này nó không phải là 100 trên 120 độ nữa, mà có thể là nhỏ hơn 120 độ. Và cái sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Và thứ ba là cái chiều dài của cái ống hậu môn và bóng trực tràng, đối với tư thế bình thường nó là 12,9 cm, còn đối với tư thế ngồi suy nghĩ là 15,2 cm. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Như vậy đối với chúng ta mà ngồi cái tư thế suy nghĩ á, thì rõ ràng là cái góc này nó sẽ lớn hơn 120 độ, và cái chiều dài nó sẽ tốt hơn, và cái đấy, cái sàn chậu nó cũng không bị xa, do đó nó tạo thành một cái tư thế được thẳng và giúp cho vấn đề cái hiệu quả vấn đề đi cầu so với một cái tư thế ngồi bình thường. Do đó đối với những người táo bón thì chúng ta cũng khuyên, đối với cái người bị táo bón á, thì nên mua cái ghế. Và hiện nay trên thị trường nó có bán một cái ghế, mà cái ghế để trong cái bồn cầu đấy, cái ghế mà phía sau này nó sẽ ôm sát bồn cầu, và chúng ta đi cầu hơi cúi người phía trước và tạo thành một góc 35 độ, thì chúng ta sẽ đi cầu sẽ tốt hơn, và chúng ta đối với những người táo bón thì sẽ giúp cho đi cầu thoải mái và giúp đó chúng ta không còn căng thẳng nữa. Và đến năm 2019 thì cũng có một cái nghiên cứu, người ta xem được cái tư thế này nó có làm tăng nhu động hay không. Thì trong một cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta mà đi cầu ngồi cái tư thế mà tạo thành một cái góc giữa cái cột sống và cái xương đùi là một góc 35 độ, thì nó sẽ làm tăng cái nhu động ruột lên, và chính cái tăng nhu động ruột này cộng thêm cái vấn đề mà cái tư thế mà giúp cho cái bóng trực tràng và cái ống hậu môn nó thẳng hàng, thì chúng ta sẽ đi cầu rất dễ dàng trong trường hợp những người táo bón. Sau khi mà chúng ta đã thay đổi về cái chế độ lối sống là cách ngồi mà vẫn còn đi cầu, thì trong lúc là chúng ta mới dùng cái thuốc nhuận trường. Như vậy hiện nay gồm có bốn cái loại thuốc nhuận trường, đó là nhuận trường kích thích, như là cái chúng ta hay sử dụng những cái thuốc mà trước đây các thầy cô và anh chị cũng hay sử dụng, đó là pisa Codeine. Thứ hai là cái thuốc tạo cơ trơn, đó là cái glycerin, và thứ ba là thuốc tập thấu, và thứ tư là thuốc tạo khối, đó là những thực phẩm chức năng hay chất xơ bổ sung. Vậy trong cái bốn cái nhóm này, chúng ta thấy rằng cái nhóm mà cái nhuận trường thẩm thấu thì nó rất là an toàn và hiệu quả. Như vậy đối với cái thuốc nhuận trường và kích thích, đó là cái thường là cái dùng cái bisacodin, thì cơ chế tác dụng đó là kích thích cái thần kinh đại trực tràng và gây ra tăng nhu động và tăng tiết chày, đó nó sẽ làm giảm cái thời gian mà nó nằm trong trong cái đại tràng, do đó mà giúp cho cái vấn đề cái phân mình sẽ còn ít, nghĩa là cái nước vẫn còn nằm ở trong phần khi mà xuống bóng trực tràng, giúp chúng ta sẽ đi cầu dễ hơn. Nhưng mà cái tác dụng phụ nó là đau thắt bụng. Thứ hai là chúng ta sử dụng vài ngày thì mất trương lực cơ cái vùng bóng trực tràng và cái đại tràng sigma. Và thứ hai là nếu trường hợp trong dùng thuốc nhiều quá thì nó sẽ gây tiêu chảy, hay là làm cho tiêu chảy thì nó sẽ dẫn đến mất nước và điện giải. Và chúng ta sử dụng những thuốc này, chúng ta phụ thuộc thuốc, khi nào uống thì nó đi cầu được, không có dùng thuốc này thì không đi cầu được, và cái tác dụng là nó sẽ quá mạnh đi, làm cho bệnh nhân cũng mệt mỏi. Và có một tác dụng là bón dội ngược, nếu chúng ta điều trị mà lâu dài thì làm mất trương lực cơ, mà khi mà mất trương lực cơ thì nó làm cho cái phân mà nó chạy trong cái đại tràng nó sẽ chậm lại, do đó mà khi mà phân nằm trong đại tràng nó di chuyển trong đại tràng mà chậm lại á, thì nó sẽ tăng hấp thu nước, mà tăng hấp thu nước làm cho phân sẽ ngày càng bón hơn, do đó nó có tác dụng là táo bón ngược, dội ngược, do đó mà đối với trường hợp này chúng ta cũng không được sử dụng cái thời gian quá dài. Và thứ hai là cái thuốc bôi trơn, đó là chúng ta có thể dùng loại thực vật hay là làm cho cái chỗ cái ống hậu môn và lồng trực tràng nó sẽ trơn và phân dễ đi cầu, nhưng mà cái tác dụng đó là cái tổn thương ống hậu môn và trực tràng, đó là chúng ta dùng dùng những cái đưa cái ống vào ống hậu môn, nếu chúng ta đưa không có đúng kỹ thuật thì nó sẽ làm cho xây xát vùng đó và làm gây tổn thương. Thứ hai là cái ảnh hưởng đến cái sự hấp thu vitamin tăng trong mỡ, mà thật sự ra cái ảnh hưởng này chắc nó không có nhiều, tại vì cái vùng này nó chỉ nằm vùng cái bóng cái trong trực tràng thôi, hay là cái ống hậu môn thôi, và cái nguy cơ lại gây sóng phân, và do cái giảm cái trương lực cơ vòng, và cuối cùng là nó sẽ kích thích đại tràng do những cái dầu thực vật này, do đó đây là những tác dụng phụ mà khi chúng ta dùng những cái thuốc trực tràng mà bôi trơn.
Về cái thuốc tẩu khói đó là dùng cái những cái axit béo chuyển ngắn hay là polysaccharide, thì cái những cái thành phần là nó háo nước, nó giúp giúp cho sự hút nước vào trong cái khối phân, làm cho khối phân nó sẽ lớn ra và kích thích là nhu động ruột, giúp cho tiểu cầu dễ dàng. Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng những cái thuốc tẩu khói mà nhiều chất xơ á, khi xuống dưới vùng cái đại tràng thì cái hệ thống vi khuẩn này nó sẽ lên men những cái chất xơ này mà nó tạo ra cái H2 và CH4, do đó làm cho bệnh nhân hay cái chướng bụng và cái tăng phản ứng nhạy cảm, đó là cái làm cho cơ thắt phế quản cũng như là cái viêm mùi huyết do cái bọt khí. Nhưng mà chắc là cái đối với tác dụng phụ này cũng rất là hiếm. Và cuối cùng đó là cái nguy cơ tắc ruột. Nếu chúng ta không dùng đủ nước, chúng ta dùng chất xơ mà chất xơ này nó mục đích là gì, đó là một cái chất háo nước để nó rút nước vào đó làm tăng khối phân. Nhưng mà đối với những người mà không có sử dụng đủ nước thì những khối phân này nó sẽ cứng lại và nó gây ra tình trạng là một cái tắc ruột do khối phân. Và trên thực hành, trên lâm sàng chúng tôi cũng rất gặp nhiều đối với những người mà lớn tuổi đó mà sử dụng những cái thuốc này một tay ít nước thì dẫn đến một cái tắc ruột do phân, mà chúng ta phải dùng phương pháp là nội soi để lấy phân ra, hoặc là chúng ta phải trường hợp khó khăn quá chúng ta phải phẫu thuật. Về cái thuốc nhuận trừng thẩm thấu, đây là một cái thuốc mà rất là nhiều người sử dụng, rất là người cao tuổi và ngay cả trẻ em cũng có sử dụng được và có rất là hiệu quả. Đối với thuốc thường nhuận trừng thẩm thấu hay sử dụng đó là cái polyethylene glycol hay gọi là PGE hay là lactulose, này cải thiện rất là tốt trong cái trường hợp những người đã đi cầu táo bón, nhất là những người người cao tuổi. Như vậy đối với cái cơ chế cái tác dụng của EZ thì đó là cái sự là cái sự giữ nước qua cái cầu nối hydro. Khi mà giữ nước nó làm cho cái nước này giữ lại trong lòng ruột mà làm cho cái phân này là ẩm phân. Ẩm phân thì nó làm tăng thể tích phân và làm giúp quá trình tống phân rất dễ dàng hơn. Thứ hai là làm mềm phân, nó giúp cho cái đại tiện dễ dàng. Do đó mà đây là cái tác dụng, là cái tác dụng là nhuận trừng thẩm thấu. Thẩm thấu có nghĩa là ở đây người ta sẽ dùng cái phương pháp ưu trương để giữ nước lại trong trong lòng ruột. Do đó mà đến năm 2010 thì theo cái tổ chức tiêu hóa của thế giới thì người ta đưa ra rất là nhiều loại thuốc để điều trị, nhưng mà trong đó có một cái thuốc gọi là thuốc nhuận trừng thẩm thấu. Thì nhuận trừng thẩm thấu thì nó gồm có một chất là PCE hay là polyethylene glycol, thì người ta thấy rằng cái khuyến cáo mức độ là 1A. Trong đó lactulose thì cũng đây là một cái thuốc mà nhuận trừng thẩm thấu, nhưng mà người ta xếp vào cái mức độ là 2B. Như vậy đối với trong cái trường hợp mà có hai thuốc này thì người ta vẫn ưu tiên cho cái thuốc là cái polyethylene glycol. Ngoài ra còn có những cái thuốc khác như là cái thuốc mà ức là kích thích cái kênh clo hay là cái procalopride. Những cái thuốc này nó cũng ra là một cái thuốc rất điều trị rất là tốt trong vấn đề táo bón, nhưng mà hiện nay ở Việt Nam thì chưa có những thuốc này, mặc dù người ta xếp vào cái mức độ là 1A. Ngay cả năm 2016, ngay cả cái tiêu chuẩn Rome, và trong đó có cái phần của cái điều trị tiêu chảy trong trường hợp mà táo bón chức năng, thì người ta cũng sử dụng cái BEG với cái liều là 17 đến 34 g trên ngày. Thì chúng ta sử dụng cái liều này rất là tốt trong vấn đề điều trị táo bón mãn tính cho người lớn tuổi. Như vậy đối với cái hướng dẫn xử lý táo bón mãn tính của châu Á năm 2013 thì đầu tiên chúng ta nên sử dụng một cái thuốc gọi là cái thuốc mà nhuận trừng thẩm thấu, thì trong có cái BGA. Thì đối với chúng ta có thể dùng cho người lớn và trẻ em. Đối với người lớn sử dụng cái liều là 13 đến 39 g trên ngày và có thể kéo dài đến 6 tháng. Còn đối với trẻ em thì chúng ta có thể dùng hai liều, một liều thứ nhất là 1,1 đến 1,5 g mật ký trên ngày và điều trị trong vòng từ 1 đến 7 ngày, và sau đó chúng ta sẽ giảm cái liều lại từ là 0,3 đến 0,8 g mật ký trên ngày và có thể kéo dài đến 6 tháng. Và do đó mà đối với PC là một cái khuyến cáo mà chúng ta thấy kéo dài duy trì rất là lâu dài, đó là thể định 6 tháng để điều trị cho cả người lớn và trẻ em táo bón mãn tính. Đến năm 2016 theo cái tạp chí JAMA cũng đưa ra vấn đề điều trị táo bón, thì chúng ta sử dụng cái BG thì đã là khuyến cáo mạnh và bằng chứng thì bằng chứng cao, trong khi đó lactulose thì đã cũng bằng chứng mạnh, nhưng mà cái đó là cái khuyến cáo mạnh nhưng bằng chứng là bằng chứng mức độ thấp. Về đế với một cái nghiên cứu so sánh giữa cái BG và lactulose trên vấn đề cái điều trị táo bón trên người lớn tuổi, thì về thứ nhất là cải thiện cái tần suất đi cầu, thì uống ngày thứ nhất và theo dõi tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm và tháng thứ sáu, thì những cái biểu đồ màu đỏ đó là dùng cái BG, còn đế màu đen đó là dùng lactulose, thì rõ ràng cái tần suất của cái BG nó sẽ cao hơn cái lactulose trong những cái tháng
tháng tiếp theo và sự khác biệt này cái nghĩa thống kê. Trong khi đó vấn đề là cái phân cứng, khi cái ngày đầu tiên rõ ràng cái phân cứng của hai cái nhóm này giống như nhau, nhưng mà ở tháng thứ nhất và tháng thứ sáu thì cái mức độ phân cứng của cái nhóm mà BGA thì nó thấp hơn so với nhóm lactulose, và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó phân mềm, cái phân mềm mà lỏng đối với những cái tháng thứ nhất và tháng thứ sáu thì khi chúng ta dùng cái BGA thì cái phân lỏng nó sẽ nhiều hơn, phân mềm nó sẽ nhiều hơn so với placebo với lactulose, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Do đó trong cái bài báo người ta nghĩ rằng người ta cho cái khuyến cáo rằng cái BGA 4000 thì đạt hiệu quả vượt trội so với lactulose và có thể sử dụng trên những người già bị táo bón, ngay cả trên trẻ em. Như vậy ở trên trẻ em thì năm năm 2022 tháng tháng giêng năm 2022 thì cũng có một cái bài báo về chúng ta dùng cái BGA, cái là polyethylene glycol. Thì đối với người lớn này thì chúng ta đó là gồm cả 26 thử nghiệm khi so sánh cái BGA trên người táo bón mạng tính với lactulose, prucalopride hay là cái psyllium. Thì rõ ràng cái số lượng phân, số lượng mà cái tần suất phân mà đi trên một tuần á thì cái BGA này vẫn cao hơn placebo từ 1.3 đến 0.9. Đối với khi so sánh giữa cái BGA mà kết hợp với cái chất điện giải so với prucalopride á, thì khi ở tuần thứ tư thì chúng ta sử dụng cái BGA thì nó cải thiện vấn đề điều trị táo bón 67%. Và khi so sánh BGA với psyllium thì tỷ lệ mà trung bình của vấn đề cái tần suất đi cầu đối với BGA thì từ 1.18 đến 7.95, so với cái psyllium là từ 1.33 đến 5.33. Còn đối với trẻ em thì có hai cái bài báo nói về cái nghiên cứu này. Thì khi mà so sánh với giải dược với lactulose thì khi chúng ta dùng BGA trẻ em á, thì nó sẽ cải thiện được cái tần suất phân và số đi tiêu nó sẽ tăng lên, số lần đi cầu sẽ tăng lên và cái độ đặc cơ phân cũng sẽ tốt hơn. Do đó trong cái nghiên cứu của năm 2022 người ta nhận rằng cho rằng khi chúng ta dùng cái BGA hay là cái polyethylene glycol thì đây là cái lựa chọn đầu tiên để điều trị trong những trường hợp táo bón chức năng hay là những trường hợp mà đi cầu cơ phân cứng, ngay cả người lớn và trẻ em. Như vậy ở táo bón ở trẻ em thì 90% trẻ em táo bón mạng tính thì có cái hiện tượng là tắc nghẽn nghẽn phân mạng tính, do đó chúng bước đầu chúng ta nên dùng cái BCE với cái liều đầu tiên là dùng cái liều cũng khá cao, đó là từ 1 đến 1,5 gram và ký trong vòng 3-4 ngày đầu để cho em bé nó đi cầu rất là dễ dàng. Sau đó chúng ta sẽ nên giảm cái liều còn 0.3 đến 0.8 gram và ký và có thể duy trì trong vòng 6 tháng. Và những em bé này chúng ta nên nên theo dõi và nên cũng có những cái giáo dục cũng như là động viên tinh thần của bệnh nhân cũng như là những em bé. Những em bé này tùy vì những em bé này có 15% những cái em bé bị táo bón có trở thành táo bón mạng tính khi mà cái tuổi trưởng thành. Do đó trong trường hợp này chúng ta cũng có một cái giáo dục và giúp cho em bé nó có ý thức về vấn đề ăn uống cũng như là đi cầu, và chúng ta cũng không có nên nín cầu khi chúng ta mà bắt đi cầu chúng ta nên đi, không không có cho em bé nín, và sau này nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là táo bón mạng tính cho những người cho khi mà ở tuổi trưởng thành. Về táo bón người phụ nữ có thai, đây là một cái đối tượng rất là đặc biệt, và hầu như người phụ nữ có thai nào cũng khi đi đến phòng khám tiêu hóa cũng than vấn đề táo bón. Đối với trong cái tháng đầu tiên thì bệnh nhân không có táo bón mà bệnh nhân sẽ kích thích tiêu chảy hay là bệnh nhân đi đái nhiều lần, đó là cái phần nó mới kích thích lên cái vùng bàng quang cũng như là vùng trực tràng, nhưng mà nó không có đè ép là cũng không có gây táo bón, nhưng mà đến những cái lần sau thì nó sẽ táo bón nhiều hơn. Và người ta nhận thấy rằng đến 50% ở phụ nữ táo bón trong thời kỳ mang thai, và đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ. Những tháng cuối của thai kỳ thì thai nó lớn quá, đè lên vào cái bón trực tràng giống như đại tràng sigma để làm cho cái phân nó nằm trong cái vùng đại trực tràng nó sẽ lâu hơn, cho đó sẽ gây tình trạng táo bón. Và các nguyên nhân có thể gặp mà phó giáo sư anh Tuấn đã đề cập, đó là sự thay đổi hormone, đó là sự nôn ngán, đó là sự phát triển của thai nhi, đó chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít uống nước, hay ngày vận động và bổ sung sắt canxi và sắt để trong thời kỳ mang thai giúp cho bà mẹ và em bé đủ đủ canxi và không bị lộn xương, và giúp em bé thì xương cáp nó sẽ cứng cáp hơn khi mà sinh ra. Chúng ta dùng uống sắt thì giúp cho bà mẹ không bị thiếu máu. Đây là những cái nguyên nhân mà có thể gặp trên người phụ nữ có thai. Như vậy ở người phụ nữ có thai chúng ta sử dụng cái thuốc gì để cho cái hiệu quả? Thì đến năm 2011 thì có một nghiên cứu sử dụng những cái thuốc mà trên người phụ nữ có thai. Thì trong nghiên cứu này người ta thấy rằng dùng cái thuốc mà những trường thẩm thấu như là cái polyethylene glycol hay là một cái polysaccharide mà không hấp thu, đó là lactulose hay là sorbitol, thì được sử dụng an toàn trên người phụ nữ có thai. Và ngay cả cái quản lý về táo bón mạng tính ở châu Á cũng khuyến cáo chúng ta sử dụng cái
Easy này có hiệu quả táo bón kể cả cả trẻ em, người lớn và phụ nữ có thai. Do đó cái thuốc này là một thuốc rất là an toàn, có thể điều trị trong cả cả ba cái nhóm, đó là trẻ em, người lớn và phụ nữ có thai. Như vậy chúng tôi sẽ nhắc lại tí xíu vấn đề probiotic. Trong từng loại nói về cái probiotic có thể là điều trị trong trường hợp bệnh nhân có tiêu chảy, nhất là cái hội chứng ruột kích thích tiêu chảy. Như vậy táo bón thì nó có hiệu quả hay không, thì đây là một nghiên cứu phân tích gộp và chúng tôi chỉ đưa ra một cái nghiên cứu gần đây nhất thôi. Và trong nghiên cứu này người ta sử dụng hai loại cái probiotic là Bifidobacterium lactic và cái Lactobacillus caseirota. Thì trong cái nghiên cứu này người ta nhận thấy rằng khi chúng ta sử dụng cái probiotic này thì cái hình trám này nó nằm ở bên cái nhóm mà probiotic, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng những cái thuốc này thì nó giúp cho cái phân mình nó nhẹ nhàng hơn, mềm hơn và đi cầu dễ dàng hơn. Như vậy để trước khi mà kết luận thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái khuyến cáo mà từ trước đến nay có nhiều cái đất nước trên trên thế giới về vấn đề điều trị táo bón. Thì những cái khuyến cáo của Mỹ năm 2013, ở Canada năm 2017, ở Pháp năm 2017, ở Hàn Quốc năm 2016, ở châu Âu thì năm 2011, cũng như là ở vùng châu Á năm 2013, thì rõ ràng cái BCA là một cái thuốc mà cái hiệu quả làm cải thiện được tính chất phân và tại đa số đi cầu, và đồng thời đây là cái mức độ là mức độ A, cái mức độ tốt nhất, bằng chứng tốt, có bằng chứng rất là tốt khi sử dụng những cái thuốc này. Và BC là một cái an toàn sử dụng ở trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Tôi sẽ kết luận cái bài này đấy với táo bón là một cái triệu chứng thường gặp và ảnh hưởng chất lượng sống. Điều trị táo bón đầu tiên chúng ta phải thay đổi cái chất lượng, thay đổi cái thói quen, thay đổi về cái lối sống, đó là ăn nhiều rau, uống nhiều nước, ngưng các thuốc gây táo bón và không nên nhịn đi cầu. Và chúng ta đi cầu nên tư thế là cái thinker, có nghĩa là tư thế suy nghĩ. Tuy nhiên đây là cái tư thế suy nghĩ nhưng mà mình không được suy nghĩ, mà mình phải thoải mái trong lúc đi cầu để giúp cho vấn đề đi cầu rất là dễ dàng hơn. Và chúng ta nên tập thể dục tất cả các ngày trong tuần, và chúng ta sử dụng cái thuốc dẫn trường khi mà thay đổi lối sống mà nó không có hiệu quả hay là kém hiệu quả thì chúng ta sử dụng cái thuốc dẫn trường. Và thuốc dẫn trường thẩm thấu là cái ưu tiên hàng đầu trong điều trị táo bón cả cái những cái ba thể đặc biệt, đó là trẻ em, người lớn và người phụ nữ có thai. Và cái BEG đã được chứng minh rằng an toàn hiệu quả, và nó làm cải thiện được cái số lần đi tiêu cũng như tình trạng khó đại tiện. BCE thì hiệu quả an toàn cho cả trẻ em, phụ nữ, người già có thai, và chúng ta có thể dùng thuốc lâu dài, nhưng mà chúng cũng không nên chúng ta tránh cái ngưng thuốc đột ngột, vì ngưng thuốc đột có thể gây ra rằng rằng là cái một cái táo bón trở lại. Và phần bài đến đây là hết, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã theo dõi. Rất cảm ơn bài giảng vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Gia Định ha. Có thể nói đây cũng là một cái bài mà sau khi nghe xong thì chúng ta có thể hiểu một cách khá là tường tận về sinh lý bệnh của táo bón, nó ra làm sao, chẩn đoán như thế nào, điều trị ra làm sao, và đặc biệt là cái cơ chế của cái thuốc điều trị ha. Cũng có những cái chi tiết mà cái bánh nghĩ là cũng khá là lý thú mà tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công đã chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang một nội dung tiếp theo trong chương trình đào tạo liên tục trực tuyến ngày hôm nay, đó là phần tư vấn với những câu hỏi, những vấn đề mà các dược sĩ, nhà thuốc, các nhân viên y tế hay là các bác sĩ chúng ta cũng thường gặp và cũng muốn trao đổi thêm cùng với hai báo cáo viên của chúng tôi ngày hôm nay. Một câu hỏi mà Kim Ánh nghĩ nó sẽ khá là thực tế ha, mà các dược sĩ nhà thuốc thường hay gặp ở các bệnh nhân của mình, đó là cái việc phân biệt táo bón với những cái bệnh lý khác mà nó cũng có những cái triệu chứng giống với táo bón như thế nào. Có lẽ câu hỏi này xin được mời tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công ạ. Cảm ơn quý dược sĩ và nhà thuốc đã đặt câu hỏi, đó là cách phân biệt táo bón với các bệnh lý khác có cùng triệu chứng táo bón. Như vậy trong trong hai bài báo cáo, giáo sư anh Tuấn cũng nói rằng mình táo bón này là táo bón thực thể hay là táo bón chức năng, hay gọi là đối với táo bón thực thể đó là một cái bệnh gây ra táo bón. Như vậy táo bón đó là cái triệu chứng của cái bệnh đó. Còn đối với cái táo bón chức năng có nghĩa là hoàn toàn không có một cái triệu chứng nào cả, không có một bệnh lý thực thể nào cả gây ra táo bón, gây ra bệnh táo bón. Như vậy làm sao để phân biệt thì thứ nhất là mình phải phải hỏi về cái bệnh sử của người bệnh, coi thử bệnh nhân có những cái bệnh lý như thì bệnh lý tiểu đường, như về bệnh lý về suy giáp, hay là bệnh nhân có những bệnh lý dạ dày mà uống thuốc những uống thuốc mà nó cũng có thể ra tình trạng táo bón, hay là bệnh nhân dùng
hay là bệnh nhân có cái bệnh là bệnh đối với trẻ em thường gặp đó là bệnh phình đại tràng, thì đó là những cái táo bón mà do cái bệnh gây ra, thì chúng ta phải tìm những cái bệnh này, chúng ta sẽ giải quyết những bệnh này thì giúp cho cái táo bón nó sẽ cải thiện. Còn chúng ta tìm tất cả những cái nguyên nhân mà không phải do những cái bệnh gây ra thì đó là một cái táo bón gọi là táo bón chức năng. Do đó là nãy Phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn cũng đưa ra cái sơ đồ để tiếp cận vấn đề cái táo bón chức năng, cũng như là năm 2013 thì trong cái quản lý về cái táo bón của châu Á cũng đưa ra một cái sơ đồ, đó là chúng ta phải coi thử bệnh nhân có trướng bụng hay không, bệnh nhân có thấy phân nó chạy trong cái bụng mình nó chậm hay không, có nghĩa là chúng ta thấy những cái cơ gò ở trên thành bụng, và bệnh nhân có triệu chứng của táo bón thì chúng ta phải xem bệnh nhân có 8 triệu chứng với báo động hay không. Khi có triệu chứng báo động này chúng ta đi soi coi thử có cái bệnh lý thực thể hay không, khi có cái triệu chứng thực thể đây là táo bón do bệnh. Còn nếu chúng ta mà thấy nội soi đại trực tràng mà không có cái tổn thương và hoặc là bệnh nhân không có gì triệu chứng báo động này thì đó là cái triệu chứng chức năng, và lúc đó ta phải tìm những cái nguyên nhân ví dụ như là do thuốc hay là do vấn đề ăn uống, thì đó thì chúng ta xem như đây đó là một cái táo bón mà nguyên phát. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Minh Công ạ. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại với những câu hỏi liên quan đến những vấn đề của táo bón với lại đại tràng, và bác sĩ Minh Công sẽ giải đáp những câu hỏi này. Còn bây giờ thì Kim Ánh muốn nhờ Phó Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn giải đáp giúp một cái câu hỏi mà hồi nãy trong phần trao đổi Kim Ánh thấy bác sĩ cũng đề cập rất là nhiều, đó là cái việc sử dụng chất xơ, đúng không ạ? Có một cái ý kiến cho rằng là ăn chất xơ nhiều hơn 30 gram một ngày thì nó sẽ gây phản tác dụng và đặc biệt là gây táo bón. Bác sĩ có ý kiến gì về việc này không ạ? Xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Câu hỏi cũng rất là thú vị. Chúng ta đều biết á, chất xơ là một cái chất không tiêu hóa được. Nó không có một cái giá trị gì về mặt dinh dưỡng. Nó không có cho cơ thể chúng ta chất A, chất B, chất C gì cả. Đơn thuần, đó là một cái chất chúng ta ăn như thế nào thì nó giữ y nguyên như vậy và nó đi xuống tới đại tràng. Tới đại tràng thì nó trở thành thức ăn của những cái vi khuẩn có lợi đang nằm tại đại tràng. Và giống như hồi nãy thầy Công cũng có nhắc đến cái sản phẩm, khi mà cái con vi khuẩn nó sử dụng cái chất xơ này thì bắt đầu nó sinh ra một số cái sản phẩm. Thứ nhất, nó sinh ra khí. Thứ hai, nó sinh ra một cái môi trường gọi là hơi axit một chút. Rồi, thì những cái khí đó, cái môi trường axit đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta ăn lượng quá nhiều, làm cho mình hơi bị đầy hơi, làm cho mình hơi bị chướng bụng, và đôi khi nó lại làm cho mình cứ bị xì hơi trung tiện hoài, thì nó có thể nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày đó, và tăng co bớt vậy thôi, và nếu nhiều nữa thì nó có thể làm chúng ta phân nó hơi mềm hơn, lỏng hơn, hơi tiêu chảy. Như vậy cái việc mà ăn nhiều nó gây ngược lại làm táo bón thì tôi nghĩ là không có, nó chỉ làm cho mình chướng bụng, làm cho mình xì hơi nhiều và có thể làm cho mình bị tiêu lỏng, cái đó có thể có. Chắc để có biết có ý kiến thêm, thầy cũng đồng ý với thầy Tuấn, đối với mình ăn sơ nhiều thì và uống nước nhiều là chắc chắn là nó không có tác dụng phụ về cái vấn đề là gây táo bón đâu, mà nó làm cho cái vấn đề là cái đầy hơi, trướng bụng và xì hơi. Tuy nhiên đối với những người lớn tuổi, người già đó, đối với những cái con cháu thấy ông cụ bị táo bón nhiều quá cuối cùng trang chất xơ mà ông cụ không dùng nước à. Khi chất xơ mình uống nước thì để giúp nước nó hấp thu vào cái chất xơ, nó tạo thành cái phân nó mềm hơn á, và trong bệnh viện thì mình cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp mà những cái bệnh ông cụ lớn tuổi mà ông con cháu chân chất xơ mà cuối cùng cho uống nước, cuối cùng nó tạo thành một cái khối phân nào đó không ra được, gây tắc ruột cho phân, mà chúng ta phải một là phải nội soi để đánh cái phân nó nát ra và để đi cầu ra ngoài, hoặc là chúng trường hợp mà có trường hợp mà cái phân nó cứng như dốc đá đó, cách đây khoảng chừng 1 tháng thì cũng gặp một cái cậu thanh niên chứ cũng không phải là người già, mà cái phân nó rất là cứng, mà cứng như đá, đến nỗi mình soi vô mà không thể nào bơm rửa mà để giúp cho lấy phân ra, cuối cùng mình phải dùng phẫu thuật để lấy cái phân ra ngoài. Và bây giờ là hai câu hỏi liên quan đến vấn đề táo bón và đại tràng ha. Chắc có lẽ là Kim Ảnh nhờ tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công sẽ giải đáp giúp ạ. Một câu hỏi dược sĩ hỏi là có nên dùng thuốc chống táo bón để mà làm sạch đại tràng hay không, và một câu hỏi khác cũng liên quan đó là táo bón nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe đại tràng và cái trĩ nội có phải là hậu quả của tình trạng táo bón hay không. Xin mời bác sĩ Võ Hồng Minh Công ạ. Đấy, câu thứ nhất là nó là có nên dùng thuốc táo bón để làm sạch đại tràng hay không, thì thực ra là đối với về cái sinh lý thì chúng ta không nên, tại vì khi chúng ta dùng cái những cái thuốc chống táo bón là những thuốc giúp cho cái người đã tiêu chảy thì chắc chắn làm cái hệ thống vi khuẩn ký đường ruột nó sẽ ảnh hưởng,
Và cái thứ hai nó làm cho cái hệ thống kiềm và axit đó nó cũng ảnh hưởng, là nó làm cho không có tốt về đại tràng. Tuy nhiên đối với một số người hiện nay, người ta nghĩ rằng cứ dùng cái thuốc chống táo bón để rửa sạch đại tràng cứ 3 tháng 6 tháng người ta một lần, nhưng mà thật sự ra đó là không có tốt và có thể làm cho cái rối loạn, và có thể sau này nó sẽ gây ra một cái hội chứng ruột kích thích nào đó. Do đó chúng ta cũng không nên sử dụng những thuốc chống táo bón để làm sạch đại tràng. Còn thứ hai là táo bón ảnh hưởng đến nào, đến thế nào đến sức khỏe đại tràng. Chúng ta biết rằng táo bón là gì? Táo bón là cái phân nó không ra được ở ngoài, nó nằm ở đó. Như vậy đối với hiện nay trong cái trong những cái nghiên cứu về ung thư đại trực tràng, người ta thấy rằng cái táo bón là một trong những yếu tố thuận lợi để giúp cho vấn đề có thể gây ra ung thư đại trực tràng, nhất là cái vùng ở ở trực tràng cũng như là vùng đại tràng xích ma. Do đó mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe rất là nghiêm trọng. Do đó chúng ta khi có triệu chứng táo bón, chúng ta phải điều trị ngay từ đầu, có thể điều trị ngay đầu bằng cái phương pháp gọi là điều trị không dùng thuốc, đó là thay đổi lối sống. Khi chúng ta thay đổi lối sống rồi mà nó không thay đổi nữa thì chúng ta sẽ dùng những thuốc để giúp cho tống những cái phân ra ngoài, tại vì phân khi đi xuống dưới đó là những cái chất mà hoàn toàn không có lợi cho cơ thể. Tất cả những thuốc bổ, những chất bổ đã hấp thu từ ở ruột non và một phần ở đại tràng rồi xuống tới bóng trực tràng là không còn gì nữa đó. Cho nên mình cố gắng mình phải tống ra ngoài cho nó tốt, giúp cho cái vấn đề cái đại tràng mình khỏe hơn, mình ngừa được vấn đề cái viêm viêm loét đại trực tràng, mình ngừa được vấn đề ung thư đại trực tràng. Còn đối với trường hợp táo bón mà mình đi cầu rặn làm tăng áp lực ở bụng là chắc chắn là sẽ hậu quả dẫn đến cái trĩ. Nhưng mà táo bón mà cộng thêm cái trĩ mà trĩ độ 1, độ 2 thì vấn đề gì, độ 3, độ 4 thì rõ ràng mình có hai cái bệnh luôn, vừa táo bón mà vừa cái trĩ, làm cho cái người bệnh rất là khổ sở, nhất là khi đi cầu. Thì đi cầu khi phân táo bón đi ra mình cái bình thường cái hậu môn bình thường là đau rồi, mà cộng thêm táo bón là nó giúp cho vấn đề đau nhiều hơn và làm cho chảy máu nhiều hơn, làm cho cái cơ thể mình sẽ suy yếu hơn, làm cho mình mất máu nhiều hơn. Do đó chúng ta nên điều trị táo bón ngay từ đầu bằng cái phương pháp là không dùng thuốc, rồi sau đó khi phương pháp không dùng thuốc và không hiệu quả nữa thì chúng ta sẽ phối hợp với dùng thuốc, thì sẽ giúp cho cái đại tràng chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Minh Công ạ. Một câu hỏi của một dược sĩ nhà thuốc hỏi về vấn đề gặp những cái tác dụng phụ chẳng hạn như là chướng bụng ha. Vị dược sĩ này hỏi là mình có thể gặp những cái chướng bụng khi mà dùng thuốc chống táo bón ở nhóm lactulon hay không? Bởi vì vì sao mà nó có cái tình trạng này và cái cách khắc phục điều này như thế nào? Chắc là Kim Ánh xin được mời phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn ạ. Dạ vâng, trước tiên đó thì cái tỷ lệ mà gặp cái việc chướng bụng khi dùng những cái thuốc nhuận trường thẩm thấu nó cũng không phải là quá nhiều, cũng có, nhưng mà thường trên những cái đối tượng ví dụ như chúng ta dùng thuốc với cái liều nó hơi cao, có những trường hợp rõ ràng chúng ta dùng cái liều thấp bệnh nhân vẫn không có cải thiện gì cả, chúng ta phải tăng liều lên. Thứ hai, cái này thường gặp là trên những cái đối tượng mà có thể chúng ta dùng thuốc mà chúng ta quên, hay là chúng ta có khuyên bệnh nhân thay đổi về lối sống, về vận động, nhưng bệnh nhân vì lý do gì đó mà họ không thể khắc phục được. Dù có những người bận rộn quá không có thời gian để mà tập thể dục đi tới đi lui, hay là họ có thói quen họ uống ít nước rồi, hoặc là có những người họ không thể ăn rau, không thể ăn trái cây được, thì chúng ta phải tăng cái liều này lên. Thì khi đó như hồi nãy mình nói, cái cơ chế của nó là nó sẽ dễ, nó là thức ăn cho những cái lợi khuẩn ở trong đường ruột và nó sinh hơi lên và làm người táo bón. Cái nhóm thứ ba là những cái người giống như sau khi họ bị đột quỵ gần như họ nằm một chỗ, họ xoay tròn rất là khó khăn, ít vận động, thì những cái nhóm này thì khi mà dùng cái này, nhất là liều hơi cao một chút, thì chúng ta có thể dễ bị chướng bụng. Vậy làm sao khắc phục? Thì rõ ràng thứ nhất á, mình dùng đúng chỉ định. Thứ hai, mình dùng liều và mình dò liều từ từ, khoan hãy dùng những cái liều cao. Và thứ ba, một điều rất là quan trọng là mình phải phối hợp với những cái biện pháp không dùng thuốc khác, nhớ là phải vận động. Nếu lỡ chẳng may có những vấn đề gì đó hạn chế thì mình cũng phải có thể nằm tại chỗ, rồi mình có thể là nhờ ai đó tập dùng lấy cái chân á, mình giống như mình đạp xe đạp vậy ha, co lên co xuống, hoặc là ép vô trong bụng mở ra, ép trong bụng mở ra. Chúng ta có thể massage theo chiều kim đồng hồ, mình mua những cái dầu massage, mình thoa cái tay mình cho nó mềm và chúng ta sẽ giúp massage. Thì phải phối hợp nhiều cái đó để chúng ta dùng cái thuốc liều đừng có quá cao. Đôi khi có những trường hợp mình phải đổi một loại thuốc khác, nhất là những cái trường hợp mình biết là do cái vận động trong ruột nó chậm lại, cái ruột dần như nó đờ ra, có những bệnh nhân đó chúng tôi phải dùng những cái thuốc mà thuộc nhóm gọi là dụng trường kích thích, thì khi đó nó tăng co bóp thì nó tống ra và nó ít có bị chứng bụng.
Cảm ơn bác sĩ Anh Tuấn ạ. Lúc nãy thì bác sĩ Võ Hồng Minh Công có nói một ý về cái liên quan giữa táo bón với những vấn đề của bệnh lý ung thư ở cái đường tiêu hóa chẳng hạn. Thì bây giờ có một dược sĩ cũng đặt vấn đề liên quan đến vấn đề này, chắc có lẽ là cái mảng xin nhờ bác sĩ Minh Công giải đáp giúp ha. Câu hỏi cụ thể như thế này. Thưa bác sĩ, táo bón mãn tính thì nó còn gây hậu quả nào ngoài vấn đề về ung thư, và như vậy thì vấn đề điều trị táo bón triệt để có cần được đặt ra hay không? Xin mời tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công ạ. Đối với táo bón mãn tính thì nó sẽ gây ra cái hậu quả, thì ngoài cái ung thư thì có thể gây ra một tình trạng là viêm đại trực tràng, và cái hậu quả mà làm cho cái người bệnh khổ sở nhất đó là cái chất lượng sống. Chất lượng sống nó nhất là mỗi lần đi cầu, đối với những người táo bón người ta rất là kinh khủng lắm, người ta rất là sợ. Và trên lâm sàng lại gặp rất là nhiều người bệnh nhân, người ta nói làm sao bác sĩ, làm sao cho thuốc nào mà đi cầu được thôi. Tôi rất là sợ đến vấn đề đi cầu, mỗi lần đi cầu vô ngoài hoài trong cầu mà rảnh hoài không ra, mà luôn luôn lúc nào cũng bắt đi cầu, mà cứ cứ ngồi trong bó thì nó không ra, mà cứ đi 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 ra ngoài rồi là bắt đầu bắt 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 mình phải đi cầu lại bên cầu nữa. Cho nên cái người đó không có làm sao làm đi sinh hoạt được, không làm việc được, cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô trong cầu, thì đó là rất là rất là khổ sở. Nhất là cái chất lượng sống của người ta, người cái người bệnh sẽ giảm. Do đó có vấn đề điều trị táo bón triệt để hay không chứ là phải cần. Tại vì táo bón nó gây ra trực tràng, viêm và trực tràng, và thứ hai nó gây ra cái ung thư, cái thứ ba là gây ra cái trĩ. Do đó chúng ta phải cần điều trị triệt để vấn đề táo bón này. Như vậy nếu muốn điều trị triệt để, chúng ta phải biết được cái táo bón này là táo bón do thực thể hay là táo bón do cái chức năng. Thì khi mà điều trị, khi táo bón thực thể, chúng ta phải tìm cái bệnh nào gây ra táo bón, ta phải điều trị cái bệnh đó. Còn nếu trường hợp mà điều trị cái bệnh lý mà gọi là bệnh táo bón mãn tính mà chức năng á, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta nên không phải là sử dụng thuốc ngay đầu tiên, mà chúng ta thay đổi lối sống, đó là ăn nhiều rau, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, mỗi ngày chỉ cần từ 25 đến 30 gram, và chúng ta uống nước khoảng chừng từ 2 đến 3 lít nước, thì giúp cho vấn đề điều trị táo bón rất là hiệu quả. Mà chúng ta điều trị ngay từ đầu chắc chắn là sẽ giúp cho vấn đề điều trị dễ dàng hơn. Các bạn mà để mà nó nặng quá rồi đi cầu tới tới 10 ngày 20 ngày mới đi cầu, mà bụng mình nó trướng lên mà đi cầu không được, thì lúc này các bạn sử dụng thuốc cũng không có hiệu quả, mà và chúng ta phải cần đi đến cơ sở y tế để bác sĩ có một cái phương pháp rất đơn giản, đó là mình xem khám ở vùng hậu môn, và mình phải đánh tưa cái phân ra giúp cho cái người sẽ đi cầu dễ hơn. Và trên thực tế lâm sàng thì tôi rất rất là gặp, đó là có những năm trước đây tôi hay làm ở ngoài cấp cứu lắm, thì đối với cái mùa Tết là cái mùa mà nhất là chị em phụ nữ rất là bận rộn, là đi sắm sửa cái này đi sắm sửa cái kia, mà cứ không có thời gian để uống thuốc, không có thời gian để đi khám bệnh, và cái người bệnh đó cuối cùng là nín, và đến ngày mùng một Tết mà rất là khó chịu, không thể nào mà làm việc gì hết, mà cứ chạy ra chạy vô trong cầu, mà cuối cùng không có nhận được, và cuối cùng phải đi vào bệnh viện. Khi vào bệnh viện thì hỏi là cho thuốc uống và thuốc thuốc mà bơm á, thì người bệnh nhân nói tuổi trẻ tôi bơm lắm, nhiều lắm rồi mà không ra. Thì cuối cùng có cái phương pháp rất đơn giản, đó là gì, đó là mình dùng cái tay mình túi C mang xuống để thăm thăm khám hậu môn trực tràng đó, xong lấy cái tay mình chỉ đánh cho cái phân nó tưa ra, nó nhỏ lại, thì lúc đó bệnh nhân đi cầu rất dễ dàng và đi cầu rất là nhiều. Sau khi mình đi đi cầu xong là cái người bệnh rất là cảm ơn rất là nhiều, và cái đó là cái người ta rất hạnh phúc ngay ngay sau khi mà phân ra ngoài, chứ không không cần đi đâu xa hết. Do đó mà chúng ta phải cũng nên điều trị triệt để ngay đầu đầu, giúp cho vấn đề không xảy ra cái hậu quả nào khác, và giúp cho cái cuộc sống người ta sẽ tốt hơn. Chắc có lẽ hình như ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần có cảm giác hạnh phúc đó thì phải. Chắc chắn là như vậy rồi. Rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công đã đưa ra một cái giải pháp kỹ thuật khá đơn giản ha, mà nó rất là hiệu quả. Xin lỗi, riêng về bên bên Nhi đó thì tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của bác sĩ Minh Công hồi nãy, tức là chúng ta cố gắng can thiệp sớm, đừng có để trễ. Có những bệnh nhân đến với chúng tôi bắt đầu là nói chung nó đã rất là sợ đi cầu, và ba mẹ nó nói là mỗi lần đi cầu là nhất quyết nó không có chịu vô bô, không chịu lên bàn cầu ngồi, nó cứ đi lòng vòng ở trong nhà vậy đó, nó vừa đi mà nó vừa gồng người, nó vừa ép ép hai cái chân nó lại, tức là bé nó đang phải đấu tranh giữa hai cái phản xạ, một cái là mắc cầu muốn đi ra và một cái là nín để sợ đau đó, hai cái nó đang chống chọi với nhau, cứ đi lòng vòng trong nhà, khi nào mà chịu hết nổi rồi cái nó rớt một cục ra, cái ba mẹ nó bắt đầu đi phía sau hốt một cái đi được vòng vòng vòng, tức rớt cục ra hốt. Đương nhiên những trường hợp đó
điều trị hết sức khó khăn và cần cái thời gian nó dài hơn là những cái em khác. Có một cách nữa đó là tôi nghĩ là trẻ em thì phù hợp, đó là thay vì có một số người họ rất là ngại cái việc bơm, thực ra bơm thì nếu chúng ta dùng đúng cách thì nó cũng không có hại gì đâu, nhưng mà nếu một số người ngại thì chúng tôi hay khuyên các em bé ba mẹ pha một cái thau nước ha, đổ nước ấm vô cho nó ngồi, ngâm cái đít nó trỏng luôn, quăng đồ chơi vô cho nó ngồi, nó đâu biết đâu, nó ngồi xếp bằng trỏng nó chơi rồi này nọ thì nó cũng thể nở cái hậu môn ra, nó cũng thấm. Thường ở chúng ta thấy là nó khô khúc đầu nhiều ha, ha thầy con ha, khúc đầu nhất là em bé nó khô, và sau đó khúc sau thường là mẹ đang đo ly em bé nó quên cái, nó thư giãn cái, nó đi được ngay trong cái thao nước nó luôn. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta còn một số câu hỏi nữa mà các dược sĩ đã gửi ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là Kim Ánh nhờ Phó Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn giải đáp giúp câu hỏi này. Thật ra nó là một cái tình huống rất là thường gặp ở các nhà thuốc. Bệnh nhân mà khi có vấn đề táo bón thì thường hay đến nhà thuốc lắm. Và vấn đề mà dược sĩ hỏi đây là tại nhà thuốc á, thì cần phải tư vấn như thế nào cho một bệnh nhân táo bón? Và nếu được thì có thể bác sĩ cũng giải đáp thêm cái ý là nên khuyên bệnh nhân dùng thuốc trong bao nhiêu ngày khi mà bệnh nhân đến với dược sĩ nhà thuốc. Còn chút xíu nữa thì Kim Ánh sẽ quay trở lại nhờ bác sĩ Minh Công giải đáp giúp ở cái câu là cách lựa chọn thuốc cho những cái tình huống táo bón khác nhau như thế nào, cũng như là cái việc mà tiêu chí để lựa chọn cái giống thuốc chống táo bón lý tưởng là sao. Bây giờ thì xin mời bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn ạ. Dạ vâng, những câu hỏi vừa rồi rất là hay và gần như là nó sẽ bao quát hết những cái gọi là cái hoạt động của chúng ta tại nhà thuốc. Với tôi, cái đầu tiên tại nhà thuốc đó, là như nãy đâu đó trong cái bài báo cáo của tôi và cũng như là của bác sĩ Minh Công, chúng ta đều nghe nhắc tới cái từ gọi là red flag, triệu chứng báo động, triệu chứng cờ đỏ. Cái mình có thể giúp được bệnh nhân đó là mình giúp họ phát hiện ra là cái táo bón này đó là nguy hiểm hay là táo bón không nguy hiểm, ít nguy hiểm. Táo bón nguy hiểm là khi nào nó có những cái giống như hồi nãy trong trình bày của tôi, nếu là những người cao tuổi thì chúng ta nhớ một loạt những cái dấu hiệu, tức là táo bón xảy ra một cách đột ngột trên một cái người từ xưa đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới cái việc là đi tầm soát ung thư đại tràng, hoặc là táo bón mà xảy ra kèm theo thiếu máu, táo bón mà xảy ra kèm theo có xuất huyết, táo bón mà kèm theo sụt cân một cách gọi là không chủ ý, vân vân. Đó là những cái mà mình có thể giúp được người ta đó, hoặc là chúng ta có thể giúp bằng cách là như chúng ta thấy táo bón nó gồm có hai nhóm nguyên nhân, một nhóm nguyên nhân là táo bón cơ năng hay là táo bón chức năng, đó là chẳng qua là do cái lối sống, cách ăn, cách uống, cái thói quen không có phù hợp thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh mấy cái đó lại thì có khi nó cũng hết. Còn cái nhóm thứ hai là táo bón là chỉ là cái triệu chứng của một cái bệnh gì đó thôi, mà mình khi mà mình giải quyết cái bệnh nó ổn thỏa thì táo bón nó mới hết. Thì tương tự như vậy, nó cũng có những cái tiêu chí mà để cho chúng ta tìm ra. Ví dụ như là với nhi khoa của chúng tôi đi, hồi nãy thầy Công có nhắc tới một cái bệnh gọi là bệnh phình đại tràng bẩm sinh, thì chúng tôi có một cái tiêu chí để nhận biết cái này rất là khá là đơn giản. Thường một em bé sanh ra đó nó hay đi cầu phân su ngay trong ngày đó, hoặc là trễ lắm là qua ngày hôm sau. Đứa nào mà 2 ngày trời mà không chưa đi cầu phân su thì coi chừng em bé đó là có những cái vấn đề về dễ bị bệnh lý gọi là phình đại tràng bẩm sinh đó. Thành ra chúng tôi hay hỏi là họ nhỏ sanh ra làm sao, bao lâu thì tiêu phân su, ví dụ như vậy. Hoặc là nó có một cái nhóm bệnh nữa mà đôi khi chúng ta không để ý, đó là cái nhóm bệnh có những người nó bị bất thường về mặt cột sống, những người bị gù vẹo, những cái người mà cột sống tự nhiên nó bị một cái bên mông của chúng ta nó vẫn bình thường mà một bên nó bị teo lại, hoặc là nó có những cái hõm, hay là chúng ta thấy tự nhiên cái cột sống nó có những cái bớt màu nâu màu gì đó, thì coi chừng thì bên trong nó có những bệnh lý về cột sống hay không, chúng ta khuyên họ đi đi khám thêm đó. Thì đó là cái đầu tiên tôi nghĩ là mình giúp được bệnh nhân, là mình phát hiện thứ nhất là những dấu hiệu gọi là báo động, và thứ hai mình giúp phát hiện đây là táo bón bệnh lý chứ không phải là táo bón chức năng. Sau đó chúng ta sau khi mình ổn thỏa, đây là một ca táo bón thông thường thôi, chức năng thôi, không có gì nguy hiểm, thì chúng ta làm tiếp cái bước thứ hai là đồng tư vấn. Thì đừng bao giờ chúng ta chỉ trông cậy vào thuốc không mà mình quên những biện pháp không dùng thuốc. Chúng ta phải điều trị một cách toàn diện, và chúng ta nhớ nhắc họ uống nước, nhắc họ lựa chọn những thức ăn nào đó có nhiều chất xơ, nhắc họ vận động, nhất là những người có những người do cái công việc họ phải ngồi. Tôi nói ví dụ tôi đang liên tưởng đến những người ví dụ như nhân viên điện thoại của những cái hãng taxi chẳng hạn, gần như là họ ngồi, hoặc là những người chạy taxi, những người chạy Grab chẳng hạn, gần như họ ngồi từ sáng tới khuya luôn á, thì những người đó họ ít có cái cơ hội, và nhiều khi họ không biết, thì nhắc họ những cái chuyện đó để họ vận động ha. Rồi nào đó rồi thậm chí về tâm lý nữa,
nhất là trẻ em, nhất là người già, chúng ta để ý cái đó, thì tôi nghĩ là mấy cái đó chúng ta có thể tư vấn được cho bệnh nhân của mình. Rồi, rồi không biết là trường công có bổ sung gì thêm không ạ? Chắc đối với phó giáo sư anh Tuấn là nói đầy đủ hết rồi, nhưng mà mình nói về cái tiêu chí chọn lựa thuốc cho chống táo bón. Thật sự ra bệnh dịch chống táo bón là không phải là một cái thuốc đâu, như là giáo sư anh Tuấn là nói rằng là chúng ta đầu tiên chúng ta phải điều trị bằng cách lối sống trước, ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, rồi sau khi không có hết thì chúng ta mới điều trị chọn lựa cái thuốc, chứ không phải là đầu tiên mình vô đã chọn lựa cái thuốc ngay từ đầu. Và điều trị táo bón là điều trị có nghĩa là đa yếu tố, nghĩa là chúng ta phải sử dụng nhiều cái lắm, về giáo dục, vừa cách thay đổi lối sống, vừa cách ngồi đi cầu, làm sao cho vấn đề đi cầu đi dễ dàng hơn. Nhưng mà khi chúng ta đã thay đổi lối sống là điều trị không dùng thuốc rồi đó, mà nó không có hiệu quả thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc. Như vậy cái tiêu chí chọn lựa cái thuốc chống bón nào lý tưởng nhất, thì đối với lý tưởng nhất thì dựa vào cái tính chất đó là gì? An toàn, hiệu quả và rẻ tiền. Đó là cái tiêu chí. Như vậy hiện nay đối với vừa rồi có giới thiệu là bốn nhóm thuốc để điều trị cái thuốc chống táo bón, là gọi là bốn nhóm thuốc nhuận tràng, thì trong đó cái thuốc nhuận tràng mà ưu trương á, là cái thuốc sổ mà ưu trương á, thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề điều trị táo bón rất là tốt. Và hiện nay có rất cái nhiều cái nghiên cứu người ta thấy rằng chúng ta sử dụng những thuốc mà thuốc sổ mà ưu trương á, thì nó sẽ dành cho cái vấn đề đi cầu rất là tốt, dễ dàng hơn. Và ngay cả những cái guideline hướng dẫn người ta cũng cho rằng tí chúng ta dùng những cái thuốc sổ mà nó có tính chất ưu trương thì nó giúp cho vấn đề điều trị táo bón có hiệu quả hơn và an toàn hơn, ngay cả trẻ em, người lớn và các phụ nữ mang thai. Tuy nhiên cái vấn đề điều trị táo bón chúng ta không phải điều trị chỉ vấn đề là thuốc, mà chúng ta phải điều trị dùng cả thay đổi lối sống và cả dùng thuốc, thì giúp cho vấn đề điều trị táo bón nó sẽ kết quả tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ Minh Công ạ. Và bây giờ là một câu hỏi khác, và xin được mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, câu hỏi liên quan đến tiêu chí để xác định cái ưu tiên hàng đầu trong cái việc dùng thuốc đối với trường hợp táo bón. Câu hỏi là: thưa bác sĩ, đối với tiêu chí thời gian khi mà đi vệ sinh nhanh thì sau dùng thuốc, đó có phải là một cái tiêu chí để ưu tiên hàng đầu hay không? Và cái thời gian lý tưởng để mình đánh giá thuốc chống táo bón nó có hiệu quả là bao lâu? Xin mời bác sĩ Anh Tuấn giải đáp giúp câu hỏi này ạ. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin phép nói ở góc độ nhi khoa trước, một lát xin ý kiến của sĩ Minh Công thì nói là người lớn. Thì thứ nhất á, thường chúng tôi cũng không có đánh giá là hệ thuốc này vừa uống vô cái lát đi liền, thuốc kia uống vô thì chiều tối mới đi, không, điều đó không phải là một cái tiêu chí để chúng tôi đánh giá là thuốc nào hay hơn thuốc nào, mà là thứ nhất chúng tôi đánh giá dựa vào thứ nhất ở đây, em bé đó đi á, nó có nhẹ nhàng dễ dàng hay không. Thứ hai, cái số lần đi cầu á, có đạt như mình mong muốn hay không. Thì như thế nào gọi là đạt? Thì là trong một tuần á, thì em bé đi từ 3 lần trở lên là đạt. Tức là mình không bắt buộc phải đi mỗi ngày, nhưng mà miễn sao một tuần là từ 3 lần trở lên là coi như đạt yêu cầu. Tiêu chí thứ ba là không có làm xón phần. Có những cái thuốc có thể uống vô á, là đi cũng dữ lắm á, nhưng mà nó lại kèm theo là xón phần thì cũng không được. Đó, thành ra thứ nhất nhắc lại nha, em bé tự đi nhẹ nhàng vui vẻ. Thứ hai, đi một tuần được từ 3 lần trở lên, và thứ ba không bị sóng phân. Thì đối với chúng tôi là dùng một tiêu chí đó để đánh giá là thuốc nào hay hơn thuốc nào. Còn thời gian lý tưởng để đánh giá cái thuốc trong táo bón á, thì chúng ta hiểu rồi nè, cái thuốc táo bón thường á, nó là một cái thuốc tác dụng của nó khá là chậm, nó không giống như thuốc hạ sốt 15 phút sau là mình thấy đứa nhỏ nó bớt sốt rồi. Cái này không phải, mình uống ở trên miệng nó phải đi từ từ, nhiều khi tới một ngày sau nó mới tới được cái đại tràng, xuống cái đại tràng nó như nãy mình nói, nó phải lên men, nó làm mềm, nó giữ nước, nó tạo khối phân to lên, vân vân. Cho nên thường chúng tôi không có đánh giá thông qua ngày 1, ngày 2. Với những bệnh nhân mà đến, ví dụ như tôi khám lần đầu tiên tại phòng khám, sau khi tư vấn rồi nọ xong, thì thường tôi hay là kêu về viết một cái nhật ký ngày nào đi cầu, phân sao, có rặn không, có đau không, có chảy máu không, vân vân, viết cái nhật ký đó. 10 ngày sau, hoặc là nếu nhà nhà xa chút thì 2 tuần sau tái khám. Thì cứ mỗi lần tái khám như vậy, trung bình là coi như 2 tuần đi, thì mình xem cái nhật ký đó để mình tăng giảm liều thuốc, mình điều chỉnh, hoặc là mình thấy rằng bệnh nhân có cái gì chưa làm được, mình sẽ chỉ cho họ cách để họ làm được, hay là mình thấy bệnh nhân có cái gì họ hiểu sai cái mà mình tư vấn thì mình giúp họ hiểu đúng lại, vân vân. Thành ra những lần đầu tiên thì 2 tuần, 2 tuần sau đó mình thấy mọi việc nó bắt đầu nó suôn sẻ, bệnh nhân đi cầu dễ rồi đó,
rồi bắt đầu bệnh nhân có lẽ là thở, họ hiểu hết những cái gì mình nói rồi thì có thể một tháng sau tái khám được. Và ở trẻ em đó thì những em trên 1 tuổi đó, thì cái thời gian điều trị đó, thường ít nhất là 4 tới 6 tháng rồi sau đó sẽ giảm liều từ 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 từ. Có những em chúng tôi giảm liều được mà có những em hãy giảm liều xuống cái nó bón lại, mình phải tăng cái liều lên đó. Thành ra bệnh nhân lâu nhất của tôi là uống cái thuốc nhuận tràng thẩm thấu là 14 tháng thì sau đó tôi mới thành công được, còn thông thường thì chỉ khoảng vài tháng thì có thể. Thì xin ý kiến sẽ công thêm. Đối với cũng thống nhất với Phó Giáo sư Nguyễn Anh Tuấn về vấn đề đánh giá cái thuốc nhuận tràng. Nhưng mà trong cái bài cũng có nói rằng đối với mình khi mình điều trị mình không có mình không có cần nhanh đâu, mình phải ít nhất là vài ngày đánh giá hiệu quả vài ngày và có thể kéo dài thời gian từ 4 đến 6 tháng. Như vậy cái tiêu chí thời gian đi nhanh sau dùng thuốc là ưu tiên hàng đầu phải không? Đối với cái người bệnh đó, người ta đó là cái tiêu chí của người ta. Tại vì đối với người bệnh là đi cầu không được người ta mới tới mình. Như vậy là người ta muốn đi cầu nhanh. Nhưng mà thật sự ra đi cầu nhanh thì theo cái cơ chế sinh lý nữa chứ mình muốn đi nhanh đâu có được. Do đó mà đối với cái thời gian mà từ khi mình uống cho đến khi mà đi ra hormone môn ít nhất là phải ít nhất 1 ngày. Ít nhất 1 ngày. Do đó mà chúng ta phải đánh giá là sau 1 ngày đến 2 ngày. Đó là cái thời gian chúng ta đánh giá coi thử là cái hiệu quả cái thuốc hay không. Thì đối với điều trị cái thuốc này là chúng ta điều trị đa mô thức, nghĩa là chúng ta dùng thuốc một phần nhưng mà dùng thuốc mà các bạn dùng thuốc ưu trương đi, thuốc sổ ưu trương đi, thuốc sổ thẩm thấu đi, nhưng mà không uống nước thì cuối cùng nó cũng đâu có hiệu quả gì đâu. Do đó chúng ta điều trị cái táo bón là điều trị đa mô thức, là chúng ta phải thay đổi lối sống, ăn nhiều rau, uống nhiều nước, rồi đi cầu phải là ngồi tư thế là tư thế suy nghĩ, rồi xong rồi chúng ta phải uống thuốc thì giúp cho vấn đề điều trị nó sẽ hiệu quả hơn. Và chúng ta cũng không nên mà muốn nhanh quá. Ví dụ như đối với những người muốn nhanh người ta dùng những cái chất xơ rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhớ rằng khi mà chất xơ mà uống nhiều quá nó xuống cái vùng đại trực tràng nó sẽ làm cho cái sinh hơi, do đó là bệnh nhân càng khó chịu hơn. Do đó chúng ta nên có một cái thời gian ít nhất là từ đánh giá cái hiệu quả thuốc ít nhất là phải ngày hôm sau nữa thì chúng ta mới đánh giá sẽ tốt hơn. Nhưng mà đối với những cái người mà khi đến chúng ta thì người ta hay gọi là kiết lắm, giống như là thầy Tuấn nói rằng chúng ta là gọi ỉa đùng đó, em bé gọi ỉa đùng, nhưng mà người lớn cũng có chứ không phải là không. Thật sự rằng người ta đi vô khai mình là kiết kìa, hoặc là người ta kiết lỵ. Đối với kiết lỵ thì đối với những bác sĩ mà không có kinh nghiệm, bác sĩ trẻ hay những bác sĩ mà không phải chuyên khoa tiêu hóa, người ta nghĩ rằng mình đang tiêu chảy, do đó dùng thuốc chống tiêu chảy thì làm cho cái bệnh nó sẽ làm cho táo bón nhiều hơn. Do đó đối với mình là một cái người đứng nhà thuốc khi mình nhận tới mình phải hỏi cho kỹ cái trường hợp này là cái phần làm sao, rồi xong rồi cái triệu chứng này nó ra làm sao, rồi bụng làm sao, nó có đau hay không, để mình đánh giá về những cái triệu chứng có phải là táo bón hay là tiêu chảy, để giúp chúng ta sẽ tư vấn cho vấn đề điều trị nó sẽ tốt hơn. Có hai câu là câu 10 và câu 12. Hai câu này có lẽ là chúng ta sẽ gộp lại để giải quyết chung cho những dược sĩ để đặt câu hỏi ha. Một ý là có nên dùng thuốc táo bón lâu dài trong trường hợp táo bón mãn tính hay không, và một cái ý nữa là những cái lưu ý hoặc là những cái khuyến cáo đặc biệt khi mà điều trị táo bón mãn tính nó như thế nào. Chắc có là ở góc độ trẻ em thì xin mời bác sĩ anh Tuấn nói trước, và sau đó thì xin mời bác sĩ Minh Công sẽ nói về những cái hướng dẫn khi mà sử dụng thuốc cho đối tượng là người lớn, người trưởng thành ha. Xin mời bác sĩ anh Tuấn ạ. Dạ vâng. Một khi đã là táo bón mãn tính, định nghĩa táo bón mãn tính là gì? Là táo bón kéo dài trên 8 tuần, tức là 2 tháng. Còn với những trường hợp mà họ mới bị, ví dụ tuần rồi đi Đà Lạt chơi, ăn uống không có được giống như bình thường, uống nước ít hơn rồi này nọ, về nhà bón 1-2 ngày, thì cái đó không xếp vào đây. Cái đó chúng ta chỉ cần điều trị đơn giản thôi. Và nhiều khi nó cũng có thể là tự hết nữa. Ở đây mình chỉ bàn với nhau là táo bón mãn tính, tức là trên 2 tháng trời. Thì ở trẻ em á, những em trên 1 tuổi mà bị táo bón mãn tính thì cái phác đồ cho thấy rằng cần phải điều trị ít nhất là 6 tháng. Bởi vì những trường hợp mà ngưng thuốc sớm á, rất là dễ bị táo bón lại. Và khi tôi nói chuyện với bệnh nhân á, tôi hay dùng một cái hình ảnh như vậy để cho họ dễ mường tượng ra. Tôi nói rằng cái việc mà con chỉ uống đủ nước, ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau, chịu khó vận động, chịu khó ngồi lên cầu, đó là điều trị cái gốc. Còn cái gói thuốc này, cái viên thuốc này tôi đưa cho chị là điều trị cái ngọn. Như vậy nếu chúng ta không có làm tốt cái gốc thì gần như mình phải uống hoài cái ngọn thôi đó. Thì khi người ta thấy cái đó rồi, người ta hiểu rồi thì người ta mới phối hợp cả hai cái. Và khi làm đúng như vậy đó, nó cũng phải mất tới vài tháng trời mới có thể giúp cho em bé nó táo bón.
Và rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là họ khi mà các anh chị thấy rõ ràng thuốc điều trị táo bón đâu có nhiều đâu phải không, chỉ có hai ba loại thôi, và khi mà mình đưa cái thuốc gì ra họ cũng nói là em uống cái này rồi, nhưng mà vấn đề là họ uống đúng hay không. Đa số uống vài ngày thấy đi phân được cái họ tự ngưng anh công anh, cái sau đó cái bón lại, cái lại mua thuốc nữa rồi uống nữa. Thành ra mình phải nói cho họ biết như vậy, thời gian cần điều trị nó dài. Thì thực ra khi mình nói như vậy không phải là ban đầu họ sẽ có hai cái lo lắng, khi nghe nói là uống thuốc mấy tháng thì ai cũng sẽ rất là sợ, họ sẽ nói ồ như vậy là liệu tôi uống gì như vậy nó có bị độc không, và nó có làm cho con tôi nó lờn thuốc hay không. Thì thường họ lo như vậy, thì ngay sau khi mình nói là cần phải điều trị kéo dài là mình phải giải tỏa ngay cái lo lắng đó. Nhiều khi bệnh nhân họ không nói ra, có thể là họ đứng trước mặt mình họ không dám hỏi, nhưng mình chắc chắn trong đầu của họ là liên tưởng đến cái đó liền, mình giải quyết cho họ luôn. Mình nói cho họ biết đây là một cái thuốc uống đầu trên đi ì ra đầu dưới thôi, xong nó không có chạy vô người mình tí nào cả, cho nên chúng ta không có sợ cái việc ngộ độc nha. Và chính cái việc mà uống cà dưng thì nó làm cho cái bệnh nó càng ngày càng khó điều trị đó. Thì đó là những cái về thời gian. Còn những cái khuyến cáo ví dụ như là khuyến cáo đặc biệt nào khi dùng điều trị táo bón mãn tính, thì tôi nghĩ rằng có thể gom lại thành hai cái gọi là key message để chúng ta có thể nhớ. Đầu tiên phải nhận biết dùng bệnh nhân những cái dấu hiệu nguy hiểm, họ không biết đâu, chính chúng ta là cái người phải phát hiện ra và giúp họ mau chóng đi khám bệnh. Và thứ hai, điều trị táo bón mãn tính giống như thầy công nói là một cái điều trị đa mô thức, nhiều cái yếu tố phối hợp lại với nhau thì may ra mình mới thành công. Tại sao tôi dùng cái từ may ra, bởi vì theo thống kê đó, thực lòng mà nói tôi không biết bên người lớn sao, chứ trẻ em thì người ta nói là tỷ lệ thành công chỉ có 50% mà thôi. Thành ra có những bệnh nhân họ không quay lại với mình, chưa chắc là họ hết bệnh đâu, nhiều khi họ đi lòng vòng những chỗ khác đó, họ chưa hết. Thành ra chúng ta điều trị táo bón là một trong những cái điều trị rất là khó khăn. Mời thầy không? Thầy cũng thống nhất với ý kiến của Phó Giáo sư Tuấn là mình phải điều trị là mình bị thời gian dài và mình đồng thời mình không phải ngưng nên ngưng đột ngột. Thấy có nhiều người bệnh nhân ta mới uống xong cái ta ngưng liền, thấy tôi cậu ngưng liền thì chúng ta phải giảm từ từ để giúp cho vấn đề điều trị táo bón nó sẽ tốt hơn. Như vậy đối với cái thời gian điều trị táo bón bao lâu nên điều trị táo bón lâu dài, và trong trường hợp táo bón mãn tính bao lâu thì người ta nói điều trị kéo dài từ tới 6 tháng đâu mà. Mà nhưng mà không phải trường hợp nào cũng 6 tháng, mà điều trị theo từng cá thể. Ví dụ như cái người đó mà người mà trẻ trung đi khoảng chừng 30 40 mà người ta cái vấn đề sinh hoạt người ta ngồi nhiều, người ta ít ăn rau uống nước thì khi mà ta thay đổi thì cái thay đổi lối sống mà người ta chưa thấy hài lòng vấn đề đi cầu thì chúng ta sử dụng thuốc. Nhưng mà khi chúng dùng thuốc đã đi cầu được thì chúng ta phải giảm thuốc từ từ, và sau đó nói bệnh nhân vẫn tiếp tục là tập thể dục nè, thứ hai là ngồi thế thế đi cầu nè, cái thứ ba là mình phải ăn nhiều chất xơ là và uống nhiều nước nè, và sau đó mình giảm thuốc và tăng cái vấn đề điều trị không dùng thuốc, đó là thay đổi lối sống. Bệnh nhân đi cầu được thì lúc đó chúng ta sẽ ngưng thuốc, có thể là 1 tháng 2 tháng 3 tháng. Trong những nghiên cứu người thấy rằng từ ngày thứ nhất đến người ta đánh giá là cái ngày thứ 28 là ngày sau 4 tuần điều trị, ngày 1 tháng đó, thì nó rất là hiệu quả. Thì lúc đó chúng ta sẽ giảm thuốc và chúng ta sẽ thay đổi cái lối sống, mà tăng cái thay đổi lối sống một cách tích cực hơn, giúp cho vấn đề điều trị táo bón sẽ tốt hơn. Còn đối với cái lưu ý mà trong trường hợp mà điều trị táo bón mãn tính thì nhất là trẻ em, rồi thứ hai đến người phụ nữ có thai. Người phụ nữ có thai là một cái người mà người ta tự nhiên cái cơ thể sinh lý người ta thấy là đẹp, dáng đẹp gì đó, tự nhiên có thai thấy dáng xấu mà người bị stress rồi, mà stress là một trong dẫn đến một cái gì, một cái táo bón. Thứ hai là thay đổi nội tiết tố, cái thứ ba là cách ăn uống ít ăn rau, ít uống nước, vận động thì giảm, cộng thêm những mình muốn cho con mình khỏe mạnh thì uống thuốc bổ này, uống thuốc bổ kia, uống thuốc sắt, uống thuốc canxi thì dẫn tới bón. Và đối với trong trường hợp này chúng ta cũng khuyên cáo bệnh nhân là gì, nhất là cái tăng cái tinh thần thương yêu lên, để bây giờ đó mà khi mình đi khám mình hay kêu ông chồng vô mình giải thích cùng lúc luôn, để giúp cho cái hai người vợ chồng sẽ có một cái có một cách nhận thức và cái cùng động viên với nhau trong cái giai đoạn mà táo bón trong người phụ nữ có thai. Thứ hai là cũng khuyến cáo cái người phụ nữ có thai đi bộ, thật sự ra đi bộ rất là tốt, đi bộ vừa tăng sức khỏe mà sau này đi đi sanh cũng nhanh nữa. Cho nên ông bà già xưa nói là mình khi mà gần sanh mình nên đi bộ để giúp cho sanh nhanh hơn, thì lúc đó mình điều trị được cái phối hợp điều trị được táo bón nữa, đâu có vấn đề gì đâu. Rồi và đồng thời chúng ta dùng thuốc khi nào những cái thuốc nào cần thiết thì chúng ta điều trị, còn không cần thiết thì thôi, thì giúp cho vấn đề điều trị trên táo bón trên người phụ nữ có thai. Còn đối với người và cái người mà người lớn tuổi đó thì đối với khi táo bón thì chúng ta phải chú ý những triệu chứng báo động như thầy Tuấn đã nói, đó là gì? Thứ nhất là bệnh nhân trên 50 tuổi,
Cái thứ hai đó là bệnh nhân đi cầu ra máu. Cái thứ ba đó là bệnh nhân sụt cân không chú ý, cái ngày là sụt cân nó giảm 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng. Mình ăn uống bình thường mà sụt ký đó là cái coi chừng là bệnh lý gì đó chứ không phải là cái một cái chức năng đâu. Và cái thứ tư nữa đó là đau bụng về đêm. Cái thứ năm nữa là trong gia đình mình có người bị ung thư đại trực tràng, viêm đại trực tràng, polyp đại trực tràng thì chúng ta cũng nên nội soi đại trực tràng để xác định coi thử mình có tổn thương thực thể hay không, để loại trừ những bệnh lý mà thực thể mà giai đoạn sớm chúng ta điều trị được. Đối với ung thư đại trực tràng thì nó xuất phát từ polyp, 95% ung thư xuất phát từ polyp, và chúng ta soi sớm mà cắt được polyp là mình vừa được ung thư, mà cắt được polyp thì mình cũng giải quyết được vấn đề rối loạn tiêu hóa trong đó có táo bón. Do đó đó là cái điều rất là quan trọng đối với cái một cái nhà thuốc mà tư vấn cho cái người bệnh. Khi mà tư vấn cho người bệnh là bác năm nay là bác 60 tuổi mà bác táo bón gần đây rồi, xong rồi thôi bác đi vô bệnh viện gần nhất, bác đi soi thấy có cái polyp và cắt polyp thì sau đó mình người được ung thư, thì cái người bệnh rất là mừng. Cái người bệnh người ta thấy cái gì, cái cục gì mà dư trong cơ thể mình lấy ra được thì người ta rất rất là mừng, và mình nói rằng cái ung thư nó xuất phát từ polyp mà cắt được polyp người ung thư thì giúp cho cái người bệnh rất hài lòng về nhà thuốc, mà hài lòng nhà thuốc người ta sẽ giới thiệu những người khác tới mình tư vấn. Mình tư vấn thì mình bán thuốc, mà bán thuốc thì mình sẽ nhiều tiền hơn, để giúp cho cái nhà thuốc các bạn là ngày càng phát triển hơn. Đó là một cách mà chúng ta phải làm sao mình biết được những cái vấn đề mấu chốt mình chúng ta sẽ tư vấn cho những người lớn tuổi. À, có một câu mà Kim Ánh nhờ Phó Giáo sư Anh Tuấn giải đáp giúp ha, và sau đó cái câu 15 là cái câu mà sẽ nhờ tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công giải đáp giúp ạ. Câu số 14 thì một dược sĩ hỏi là cái cách giảm liều trong cái liệu trình điều trị táo bón mãn tính như thế nào? Xin mời bác sĩ Anh Tuấn ạ. Dạ vâng, thật lòng mà nói, tôi nói ở góc độ nhi khoa, thật lòng mà nói thì cũng không có sách vở nào người ta chỉ với mình cách giảm, nhưng mà chắc chắn có một câu luôn luôn đúng, đó là giảm tự tử. Thì chúng tôi tự tự đưa ra một cái công thức là thường á là 2 tuần giảm 1/4. Ví dụ ha, cái bé đó đang uống 1 gói mỗi ngày, như vậy là mình dặn bà mẹ trong 2 tuần tới á, chị giảm xuống còn 3/4 gói, để bà thấy êm, mọi việc nó cũng giống như hồi xưa. Tức là sao, như nãy mình nói, đi nhẹ nhàng mỗi tuần ít nhất 3 lần, không có xón phân, thì 2 tuần kế tiếp nó giảm tiếp 1/4 nữa, còn 1 gói. Nếu ổn nữa, 2 tuần kế tiếp giảm xuống còn có 1/4 gói thôi, rồi sau đó ngừng thuốc và hồi hộp chờ đợi coi nó như thế nào đó. Thì vẫn có những trường hợp giảm suốt cái là nó bón lại liền ha. Thành ra hồi nãy tiến sĩ Minh Công nói một câu rất là hay, là khi chúng ta giảm thuốc xuống hay là mình ngưng thuốc á, thì nhớ các cái biện pháp khác, ăn uống vận động gì đó vẫn phải y như hồi xưa, và thậm chí phải nhiều hơn chút để bù lại cho cái lượng thuốc mà mình mới dừng ngưng đây để giảm, để giữ cho cái việc mà thành công của mình nó tiếp tục thành công và mình ngưng thuốc được. Không ai muốn dùng thuốc hoài ha, là chúng ta giảm sớm nhất có thể, nhưng mà với điều kiện là phải coi trọng các cái biện pháp không dùng thuốc. Và để đỡ mất thời gian khi mà Kim Ảnh đọc thì chắc có lẽ là Kim Ảnh nhờ tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công giải đáp dùm một số những ý mà dược sĩ nhà thuốc đã hỏi về vấn đề sử dụng thuốc táo bón trong cái giai đoạn thai kỳ. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn nhà thuốc đưa ra tới 5 câu hỏi mà sử dụng thuốc, ở trong đó có cái thai kỳ, cái bệnh nhân đái tháo đường, rồi nên nội soi, và ngoài ra điều trị thuốc bệnh nhân có thể sử dụng những cái thực phẩm chức năng hay không. Thì đối với cách phối hợp và các thuốc điều trị táo bón trong thai kỳ, thật sự trong thai kỳ người ta có một câu là đối với bệnh nhân mà có thai là càng ít uống thuốc càng tốt. Đó là cái tiêu chí để điều trị trong người phụ nữ có thai. Như vậy đối với trong người phụ nữ có thai là chắc chắn nó sẽ gây ra táo bón, mà táo bón đây không phải là táo bón bệnh lý mà táo bón cơ năng. Đây là táo bón do cái thai nó đè lên cái vùng mà đại tràng xích ma cũng như là cái trực tràng, nó gây ra tình trạng táo bón. Do đó đầu tiên là mình phải nói bệnh nhân cứ đầu tiên là nó nói bệnh nhân mà thoải mái, cái đây là cái điều trị cơ năng chứ không phải là bệnh lý thực thể, giúp cho cái người bệnh sẽ an tâm hơn. Cái thứ hai nữa là mình phải làm sao cho cái nguyên nhân nó là gì. Nguyên nhân nó là do cái sự thay đổi cái hormone, thứ hai là do cái thai đã lớn, do đó mình hai cái trường hợp này mình không thể nào can thiệp được. Mình hãy can thiệp những yếu tố mà nó sẽ tác động đến gây ra táo bón trên người phụ nữ có thai. Thứ nhất là cái tâm sinh lý, tới người phụ nữ có thai tự nhiên thấy mình có thai thì người ta là thay đổi cái tâm sinh lý của người bệnh rất là nhiều.
Và thứ hai là bị stress lắm, tự nhiên thấy mình một người phụ nữ đang đi chơi ngon lành, tự nhiên có cái thai mình không đi đứng, mình không đi chơi được, thì người ta làm bị stress mà dẫn đến là một tình trạng là táo bón. Do đó chúng ta phải có một cái cách để giúp cho cái người bệnh sẽ thoải mái hơn, vượt qua cái giai đoạn stress này, nhất là đối với những người thân, nhất là cái ông chồng là cái người là rất là quan trọng. Mình phải làm sao để giúp cho cái vấn đề giải áp, vấn đề cái stress trong khi lúc người phụ nữ có mang thai. Thứ hai là đến người phụ nữ này là ít vận động lắm, nên vận động mà chúng ta cũng khuyên cáo đến người phụ nữ thì nên nên vận động nhiều hơn, nên vận động nhiều hơn trong cái thai kỳ bằng cách là đi bộ nhẹ nhàng mà tránh những cái tác động mạnh và ảnh hưởng đến cái an toàn cho thai. Và cái thứ ba là chúng ta sử dụng những thuốc nào thật sự cần thiết thì mình điều trị, còn không thì mình tránh những trường hợp cái thuốc này gây ra táo bón. Như vậy đối với những cái trường hợp mà mình đã làm những cái phương pháp đó là phương pháp không dùng thuốc mà vẫn còn bị táo bón thì chúng ta nên sử dụng những cái thuốc nào, thì chỉ sử dụng những thuốc nào mà nó nằm trong đường ruột nó đi ra ngoài, nó không có tắc, nó không có chảy vào máu, thì đó là rất an toàn cho người phụ nữ có thai và ảnh hưởng cho em bé. Thì hiện tại người ta thấy dùng cái mắt Rogol là một trong cái thuốc mà rất là an toàn trong người phụ nữ có thai, mà ngay cả những cái guideline gần đây của các đất nước trên thế giới cũng cho sử dụng cho phép sử dụng những cái thuốc này để điều trị trên người phụ nữ có thai. Nhưng mà khi mà chúng ta điều trị, chúng ta chú ý là cái phân á, đối với nhiều người phụ nữ có thai mà nhiều lúc người ta sợ táo bón, người ta uống nhiều quá thành tiêu chảy á, mà tiêu chảy nó sẽ mất nước và mất điện giải, làm cho cái ảnh hưởng đến cái cơ thể của chúng ta và ảnh hưởng đến đến tới thai. Do đó chúng ta phải uống thuốc làm sao chúng ta phải giữ cái đi cầu phân nó mềm là được rồi. Còn khi mà cái thai phân mềm chúng ta phải giảm liều lại. Chúng ta đầu tiên chúng ta uống một gói thì chúng ta sẽ giảm còn nửa gói, và chúng ta phải thay đổi những cái thay đổi lối sống để giúp cho vấn đề cái táo bón nó không xảy ra. Và cái thứ ba nữa là chúng ta nên nằm nghiêng. Đối với người phụ nữ có thai mà nằm ngửa là chắc chắn cái thai nó đè lên cái vùng trực tràng này, giúp cho cái vấn đề táo bón sẽ tăng lên. Do đó người phụ nữ nên nằm nghiêng thì giúp cho vấn đề cải thiện được vấn đề táo bón. Như vậy đối với người phụ nữ có thai phụ mà có kèm theo đái tháo đường, chắc chắn là cái tỷ lệ và có thai đã táo bón rồi mà thai phụ còn kèm đái tháo đường, chắc chắn là nó sẽ làm cho tăng cái táo bón sẽ tăng tăng lên. Như vậy chúng ta dùng thuốc nhuận trường thấm thoát này, thì cái thuốc nhuận trường thấm thoát này nó hoàn toàn nó không có gây tăng đường huyết đâu, các bạn đừng cứ sợ nên thấy thấy thấm thoát sợ cái đường cao quá sẽ hấp thu vô, không có ha. Nhưng mà chúng ta phải kiểm tra lại cái đường. Đối với người phụ nữ có thai mà trên bệnh nhân có đái tháo đường, chắc chắn là thai nó sẽ lớn hơn so với cái thai của người bình thường. Do đó mà trong một cái khuyến cáo là đối với người phụ nữ có thai mà sanh em bé ra mà trên 4 kg coi chừng bà mẹ bị tiểu đường á, hoặc là sau này trên 40 tuổi bị tiểu đường. Do đó mình phải kiểm tra lại vấn đề đường huyết và mình phải kiểm soát được đường huyết bằng thuốc cho cái những người mà trên phụ nữ có thai. Chứ trong cái đái tháo đường là có những cái thuốc mà nó tốt cho cái không ảnh hưởng đến trên cái thai gì, chúng ta sử dụng thuốc đó, và chúng ta nên đi khám về chuyên khoa đái tháo đường để làm sao cho cái kiểm soát được được đường huyết. Và cái dùng thuốc nhuận trường thẩm thấu, nếu trường hợp mà mình đã điều trị cái phương pháp mà không dùng thuốc và không hiệu quả thì chúng ta vẫn điều trị giống như cái người mà phụ nữ cũng không có đái tháo đường, chỉ có là người phụ nữ có thai và đái tháo đường thì tỷ lệ táo bón sẽ nhiều hơn thôi. Cái thứ ba là cái thứ tư đó là nên soi đại tràng ở tuổi nào, thì theo cái guideline người ta đưa ra cái triệu chứng báo động là từ 50 tuổi trở lên thì chúng ta nên nội soi đại trực tràng cho những bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa ở tuổi 40 hoặc là có 8 trong cái triệu chứng báo động đó. Và chúng ta định kỳ có cần làm định kỳ không? Đối với những bệnh nhân mà táo bón mãn tính á, thì nếu trường hợp sau lần đầu tiên mà hoàn toàn bình thường á, không có tổn thương, không có polyp, không có u, thì cứ mỗi 5 năm chúng ta nên soi lại cho những cái người mà từ 50 tuổi trở lên, để giúp cho cái đại diện ngày càng lớn tuổi mà cái đại tràng mình nó sẽ kích thích, có thể nó sẽ nó gây ra một cái tổn bệnh lý thực thể, mà chúng ta nên cái định kỳ. Mà đây là một cái guideline trên thế giới, người ta cũng đưa ra rằng cứ mỗi 5 năm chúng ta nên soi đại trực tràng một lần cho những người mà có cái rối loạn tiêu hóa từ nhỏ, trong cái hội chứng ruột kích thích hay là những cái polyp mà mặc dù mình sinh thiết ra đó là một polyp lành tính, nhưng mà 5 năm vẫn chúng ta nên soi lại. Thứ năm là ngoài điều trị bằng thuốc, bệnh nhân có thể dùng các thực phẩm chức năng nào để hỗ trợ cho điều trị táo bón hay không? Hiện nay có rất nhiều cái thực phẩm chức năng, đó là cái gọi là nhuận trường tạo khối đó. Đấy, thực phẩm chức năng thật thực ra đó là những cái chất xơ thôi, chúng ta hỗ trợ được. Nhưng mà đối với khi chúng ta sử dụng những cái thực phẩm này, chúng ta nên uống nước rất là nhiều, ít nhất là từ 2 đến 3 lít nước thì chúng ta mới có hiệu quả. Còn các bạn uống thuốc thực phẩm chức năng, đó là những cái thuốc tạo khối, đó những cái chất xơ mà không có uống nước nhiều, cuối cùng
cùng tạo thành tình trạng táo bón hay là tắc ruột do cái phân. Do đó bạn phải chú ý vấn đề này để tư vấn cho cái khách hàng của mình. Về cái nghiên cứu khuyến cáo, ta thấy rằng cái BAG thì tốt hơn Lactulo, vậy nên sử dụng hai thuốc này như thế nào cho hợp lý? Đối với như hai thuốc này thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho cái BAG. Nhưng mà đối với trong trường hợp mà táo bón là do cái bệnh lý về xơ gan đó, đối với xơ gan nó làm cho trướng bụng, nó cũng làm táo bón, mà táo bón là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý bệnh não gan. Và trong cái điều trị bệnh lý não gan hay là người bệnh não gan thì chúng tôi sẽ dùng cái Lactulo. Lactulo nó có một cái chất là polysaccharide mà nó không hấp thu, thì nó sẽ giúp cho vấn đề nó thải những cái chất mà không cần thiết, những cái ra ngoài nó sẽ nhanh hơn và giúp cải thiện được vấn đề điều trị cái bệnh não gan. Do đó tùy theo cái trường hợp đây là người đã có bệnh lý xơ gan hay không, nếu có xơ gan mà táo bón thì chúng tôi sẽ dùng cái Lactulo, còn những cái trường hợp còn lại thì chúng tôi dùng cái BAG BAG. Rất cảm ơn phần giải thích rất là cặn kẽ cho 6 câu hỏi của một dược sĩ ha. Và bây giờ có lẽ là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, xin được mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn ha. Hình như là còn lại cái câu hỏi mà cách giảm liều, phải không ạ, thưa bác sĩ? Mình đã nói rồi. Thường là hai, thực ra không có một công thức, nhưng mà chúng tôi tự thường làm là 2 tuần thì giảm 1/4. Như vậy ở đây cũng còn khá nhiều những câu hỏi ha, mình sẽ tiếp tục với những phần còn lại hay là như thế nào ạ? Vâng, tiếp tục ha. Hết giờ. Dạ. Qua cái chương trình gồm 2 tiếng và bạn đưa ra rất là nhiều câu hỏi. Như vậy những câu hỏi mà chưa trả lời thì chắc cái nhờ công ty Ascend Pharma sẽ ghi nhận những câu hỏi này, sẽ gửi cho báo cáo viên và sẽ trả lời cho các bạn. Thì qua 2 tiếng đồng hồ thì có 2 bài báo cáo rất là hay, đó là bài báo cáo của phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn là một trong người mà làm nhi khoa rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và qua cái bài tổng quan táo bón thấy rằng đối với những cái đối tượng đặc biệt đó, trẻ em, người phụ nữ có thai, người lớn tuổi, thì cái cơ chế của nó đó là vấn đề bằng ăn uống là cái vấn đề quan trọng hàng đầu. Do đó mà chúng ta phải thay đổi một cách lối sống, làm sao đó chúng ta sẽ cải thiện được vấn đề điều trị táo bón và giúp cho cái cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn. Còn đối với người phụ nữ có thai thì rất có cái nhiều yếu tố tác động, và trong đó cái yếu tố mà do cái hormone cũng như là cái thai là mình không tác động được. Còn những yếu tố như là cái tinh thần, đối với vấn đề luyện tập, đối với vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng có rất là dễ dàng cải thiện và giúp cho cái vấn đề người phụ nữ không có bị táo bón. Và đối với những cái người mà lớn tuổi đó thì rõ ràng người lớn tuổi thì rất dễ bị táo bón, thì chúng ta cũng nên chia làm 2 cái nhóm, đó là cái nhóm thực thể và cái nhóm cơ năng. Đối với nhóm thực thể là do cái bệnh lý thực thể gây ra, và trong đó có những bệnh lý ác tính, những bệnh lý viêm ở vùng đại trực tràng. Do đó mà chúng ta phải nên học thuộc cái 8 cái triệu chứng báo động, và chính cái triệu chứng 8 triệu chứng báo động này chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng chúng ta. Mà khi mà tư vấn khách hàng chúng ta phát hiện những bệnh lý sớm, điều trị sớm thì đó là một cái vấn đề thành công. Và đối với vấn đề điều trị thì chúng ta sử dụng những cái đa mô thức, vừa cái điều trị không dùng thuốc và phối hợp với điều trị dùng thuốc. Và trong đó có những cái thuốc thì gồm có 4 nhóm thuốc, thì gồm có nhóm thuốc kích thích, nhóm thuốc bôi trơn, nhóm thuốc nhuận trường thẩm thấu và cái nhóm thuốc tạo khối. Thì trong đó cái thuốc nhuận trường thẩm thấu thì đây là một thuốc rất là an toàn, đó là cái BG hay là Lactulo, nên là polysaccharide mà không hấp thu á, thì cái an toàn cơ ngay cả trẻ em, người già và cái người phụ nữ có thai. Và khi chúng ta điều trị thì chúng ta nên điều trị theo từng cá thể, chứ không phải là trong cái bài báo cáo nó điều trị là 6 tháng là mình cứ điều trị 6 tháng, nhiều lúc bệnh nhân đã đi cậu được rồi nó uống riết rồi bệnh nhân sẽ tiêu chảy. Do đó chúng ta phải điều trị theo từng cá thể và phụ thuộc vào lâm sàng mà chúng ta sẽ giảm liều, và chúng ta phải cố gắng làm sao giữ cái liều đó là ăn nhiều rau uống nhiều nước. Mỗi lần chúng ta phải ăn sơ nó khoảng 25 gram đến ngày, cộng với 2 lít nước thì giúp cho cái vấn đề đại tràng chúng ta sẽ tốt hơn. Và khi đại tràng chúng ta sẽ tốt hơn, chắc chắn chúng ta sẽ ngừa những cái bệnh lý như là viêm đại trực tràng, bệnh Crohn hay là bệnh ung thư. Nên bệnh ung thư là một bệnh lý rất là nhiều đối với cái vùng Đông Nam Á và trong đó ngay cả Việt Nam. Qua đây thì cũng cảm ơn công ty SC Pharma đã tổ chức một cái chuỗi về CME, và hôm nay là cái CME cuối cùng. Thì cũng cảm ơn thay mặt báo cáo viên và phó giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, cũng cảm ơn công ty, và hy vọng trong những ngày tháng sắp tới thì chúng ta sẽ tổ chức những cái chủ đề và giúp cho cái nhà thuốc, giúp cho các dược sĩ lâm sàng đã có những cái kiến thức để giúp cho hỗ trợ cho những người khách hàng của chúng ta. Yeah.
Rất cảm ơn bài tổng kết vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Hoàng Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Và thưa tất cả quý vị, với chính đề tài trong chuỗi chuyên đề về điều trị bệnh lý tiêu hóa và rối loạn nhận thức trong cộng đồng ha, với sự đồng hành của văn phòng đại diện Ipsen Bạc Ma cùng với Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì bạn nghĩ là có rất nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin, những cái cập nhật và cả những cái hướng dẫn trao đổi và chia sẻ của các báo cáo viên khi mà đến đây tham dự cùng với chương trình, cùng với các dược sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế. Chắc chắn là chúng ta có thêm những cái kiến thức hữu ích rồi và giải quyết được những vấn đề, những cái tình huống ở tại nhà thuốc, những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Tất nhiên chính cái chuyên đề của chúng tôi thì sẽ khép lại ở đây, nhưng mà với Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ còn rất nhiều những cái CME hay là những cái nội dung rất là hữu ích khác. Quý vị cũng có thể vào lại fanpage của trung tâm ha, để chúng ta theo dõi và tham gia cùng với những cái đề tài như vậy. Còn hôm nay thì đến đây chương trình cũng sẽ khép lại. Cảm ơn tất cả các dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hai báo cáo viên đã rất là nhiệt tình, soạn bài rất công phu, hướng dẫn rất là cụ thể cho các khán giả khi mà theo dõi chương trình này. Xin chào và chúng ta hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.